Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Độ hoa niên, trưởng công chúa. Tác giả: Mặc Thư Bạch. Thể loại: Ngôn tình song trọng sinh, cung đấu quyền triều. Chương 72: Thương nghị. Lý Dung về phủ viết sổ con song liền về phòng nghỉ ngơi, vừa uống trà vừa chờ đợi Bùi Văn Tuyên đến công sở xử lý công vụ, khi quay về dùng bữa tối với Lý Dung, phát hiện nàng vẫn mặc trang phục lộng lẫy, hắn không kiềm được nói, cô cứ đi nghỉ trước đi, không chừng người ta còn chưa nhìn thấy sổ con của cô đâu. Lỡ như xem rồi nửa đêm đến đây, ta lại ăn mặc không phù hợp, chẳng phải sẽ chẳng có chút khí thế nào sao? Lý Dung lật sách, khẽ hắt cầm nói, nếu người buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Mới ăn tối xong mà, Bùi Văn Tuyên ngồi xuống đối diện Lý Dung, rút quyển sách nàng đang cầm đi. Lý Dung vì hành động kia của hắn mà ngước mắt nhìn sang, Bùi Văn Tuyên cười nói, dù sao cũng phải đợi, chi bằng điện hạ trò chuyện với ta một lát. Lý Dung nghe vậy, ánh mắt hết từ mặt Bùi Văn Tuyên quét xuống bụng lại từ bụng lướt nhìn lên mặt. Bùi Văn Tuyên vừa tắm xong, rõ ràng đã vào đông nhưng chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Mái tóc vừa lau khô xóa tung sau lưng, phần cổ áo hơi mở ra, để lộ một nửa xương quay xanh, nhìn thoáng qua vẫn là một người đoan trang, nghiêm chỉnh, nhưng không biết vì sao lại toát ra vài phần quyến rũ trí mạng. Khi Lý Dung ý thức được điều đó liền dứt khoát rời mắt đi, nàng giật quyển sách lại, cúi đầu nói, không. Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung như thể đang trốn tránh mình, không khỏi bật cười, hắn dướn người sang hỏi, điện hạ hình như đang sợ ta. Người không thấy lạnh à? lý dung nhíu mày đứng dậy sau khi rút y phục để bên cạnh của bùi văn tuyên và ném lên người hắn xong nói thẳng mặc vào trong phòng có đốt than bùi văn tuyên cười đến hai mày đều cong lên vi thần không thấy lạnh khi lý dung đang muốn lệnh người mang than ra ngoài bùi văn tuyên đã thản nhiên mặc áo khoác vào yêu nhã hất tóc ra sau chậm rãi nói nhưng nếu điện hạ đã ban y vi thần dù nóng cũng sẽ mặc bùi văn tuyên ngẩng đầu Giang rộng tay cười hỏi, Điện Hạ thấy thế nào? Bộ quần áo này của Bùi Văn Tuyên chẳng khác gì ngày thường, nhưng chính vì những chi tiết không thể nói rõ, ví như cổ áo mở rộng hơn, khóe mắt đuôi mày đậm nét cười, cả động tác giang rộng hai tay như thể đang đợi nàng nhào vào lòng hắn, nhìn thế nào cũng khiến cả người hắn toát ra vài phần quyến rũ mà ngày thường khó nhìn thấy được. Lý Dung cảm thấy có chút nóng, tuy thế ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu đáp, không tồi lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân rồn rập sau đó là thanh âm cung kính của tĩnh lan truyền vào điện hạ thượng quan đại nhân đến lý dung nghe vậy như thể được đại xá nàng vội vàng nói cậu đã đến rồi bùi văn tuyên đứng dậy khẽ gật đầu nói với nàng để ta đi cùng điện hạ người vẫn nên đổi lý dung chưa kịp nói xong đã thấy bùi văn tuyên kéo cổ áo lại sửa sang quần áo chỉnh tề Mái tóc sau lưng đã được cột gọn gàng. Trong chớp mắt, hắn đã trở lại hình ảnh ngày thường, một con người đoan chính. Bùi Văn Tuyên quay đầu liền thấy sự khiếp sợ trên mặt Lý Dung. Hắn biết rõ nàng đang kinh ngạc điều gì, nhưng vẫn ra vẻ vô tội, hai tay luồn trong tay áo hỏi, "Điện hạ đang nhìn gì thế?" Hắn chắc chắn là cố ý. Trong lòng Lý Dung đã biết rõ nhưng nàng không thể nói, không thể hỏi vì nàng biết Bùi Văn Tuyên đang chờ nàng làm thế. Chỉ cần nàng mở lời, hắn liền có thể nói ra những lời càng trực tiếp hơn. Chính vì thế nàng cần phải dừng lại. Nghĩ vậy, nàng chỉ mỉm cười, ra vẻ thưởng thức đáp, ta vẫn cảm thấy phỏ mã như vậy mới đẹp. Ồ, Bùi Văn Tuyên nhướng mày, thật à? Lý Dung chân thành gật đầu, Bùi Văn Tuyên lại có chút tiếc nuối nói, điện hạ càng lớn tuổi, sở thích quả nhiên càng khác. Ta nhớ lúc điện hạ còn trẻ không phải thế này. Thời gian trôi qua, con người ắt phải thay đổi, Lý Dung thở dài, nâng quạt đè trước ngực, như ta hiện tại chỉ thích những người đứng đắn, thành thật. Mấy dạng màu mè, hoa lá này thì thôi. Bùi Văn Tuyên cảm thấy có chút nghẹn lời, lúc này Lý Dung đã bước thẳng ra ngoài, không cho hắn cơ hội đáp trả, đi thôi, cậu còn đang chờ đấy. Lý Dung trực tiếp đi đến sảnh chính. Thượng quan húc sớm đã chờ bên trong, sắc mặt nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, bên cạnh có cả thượng quan nhã. Đợi đến khi Lý Dung bước vào, thượng quan nhã và thượng quan húc đồng thời đứng lên hành lễ với Lý Dung. Tham kiến điện hạ. Cậu khách khí rồi. Lý Dung vội đỡ thượng quan húc đứng dậy nói, đã trễ thế này, sao cậu còn đến phủ của ta? Đã trễ thế này còn quấy giày điện hạ, đúng là không phải. Thượng quan húc thở dài, nâng mắt nhìn Lý Dung nói, chỉ là có chút việc không thể không đến, mong điện hạ thứ lỗi. Cậu nói đùa rồi, Lý Dung cười nói, bất luận khi nào ngài đến đây, ta đều sẽ tiếp đón. Điện hạ còn niệm vài phần tình nghĩa, lão thần vui sướng vạn phần, thượng quan húc như ám chỉ đáp, sau đó nhìn về phía bùi văn tuyên đứng bên cạnh, lão thần có vài lời muốn nói riêng với điện hạ, không biết phò mã có thể tránh đi trong chốc lát không bùi văn tuyên nghe thế liền nhìn lý dung lý dung cũng nhìn hắn cười nói phò mã cứ nghỉ ngơi trước đi ta và cậu trò chuyện chốc lát bùi văn tuyên sau một hồi do dự bỗng bật cười nói ta và công chúa là người một nhà cậu đến thăm nào có lý không tiếp đãi có chuyện gì mà người một nhà không thể nói cho nhau nghe đâu để ta ngồi đây dâng trà cho cậu đi lý dung theo bản năng lướt nhìn thượng quan húc bùi văn tuyên có vài phần tuổi thân nói hay là điện hạ không tin ta. Nào có, Lý Dung cười khổ, bảo Bùi Văn Tuyên ngồi xuống, vậy ngươi cứ ở lại đi. Sau đó, Lý Dung nhìn Thượng quan Húc nói, cậu, đều là người một nhà, có chuyện gì Văn Tuyên cũng sẽ không nói với người ngoài đâu. Sắc mặt Thượng quan Húc không quá tốt nhưng Lý Dung đã mở miệng, ông chỉ có thể đồng ý. Lý Dung mời Thượng quan Húc ngồi xuống, Bùi Văn Tuyên liền châm trà cho Thượng quan Húc sau khi do dự một chốc lý dung chậm rãi lên tiếng cậu nhìn qua có vẻ mệt mỏi thời gian tiếp theo nên nghỉ ngơi cho tốt đa tạ điện hạ quan tâm thượng quan húc thở dài thấp giọng đáp nhưng tuổi càng lớn chỉ cần bôn ba một ngày liền thấy kiệt sức vậy cậu hẳn nên nghỉ ngơi sớm một chút thượng quan húc không nói chính sự lý dung cũng chỉ nương theo đó tiếp lời thượng quan húc thấy lý dung không mắc bẫy sau vài giây trầm mặc mới nói điện hạ Lão thần không còn mấy năm nữa. Cậu hiện tại bất quá mới bước vào tuổi chi thiên mệnh, nhân sinh của ngài còn rất dài. Ý chỉ 50 tuổi. Theo Khổng Tử đời người có vài cột mốc tuổi quan trọng, tùy theo từng độ tuổi sẽ có những thành quả nhất định. Cụ thể, 15 tuổi chuyên chú vào việc học, 30 tuổi mới tự lập, 40 tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, 50 tuổi mới biết mệnh trời. 60 tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để có thể phán đoán ngay được mọi sự lý trong trời đất và con người mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được. 70 tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ của pháp lý và đạo lý. Ý của lão thần là ngày tháng của lão thần trong chiều đã không còn được bao lâu. Thượng quan húc thở dài, chậm rãi nói, người cũng biết, ông ngoại của người cũng vào tuổi chi thiên mệnh này đã tử quan, từ đó ta mới kế thừa vị trí kia. Lão thần cũng sẽ không nắm chức vụ kia quá lâu, qua vài năm nữa, triều đình trung quy cũng sẽ thuộc về những người trẻ tuổi như Điện Hạ. Lý Dung không nói gì chỉ nâng ly trà thơm lên môi. Thượng quan húc quay sang nhìn cành cây ngoài cửa sổ bị gió thổi nhẹ nhàng lay động. Vài năm nữa, khi thái tử đăng cơ, lão thần cũng cảm thấy mỹ mãn, sẽ không tiếp tục quản quá nhiều. Điện hạ cần mài rũa nhiều hơn, muốn làm gì thì đợi lúc đó làm cũng không muộn nghe thượng quan húc nói thế lý dung cười khẽ hỏi cậu cứ nói thẳng đi theo cậu nghĩ ta muốn làm gì điện hạ thượng quan húc nâng mắt nhìn lý dung lão thần biết điện hạ đã trưởng thành muốn nắm giữ vài thứ trong tay nên mới lập đốc cha ti mà lý do của việc đó không gì ngoài việc người muốn đứng vững trên chiều lý dung rũ mắt nghe thượng quan húc nói suy nghĩ của người Hoàng hậu nương nương đã chuyển cáo hết cho lão thần. Lão thần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng phải thừa nhận, những gì điện hạ nói đều không sai. Thượng quan gia quá lớn, lão thần không thể khống chế hết được dẫn đến hiện tại phạm sai lầm. Cho nên tối nay lão thần đến đây vì muốn cầu xin điện hạ, Thượng quan húc nói xong liền lui một bước, cung kính dập đầu, hành đại lễ nói, vụ án tần gia hãy chấm dứt tại đây đi. Lý Dung cầm ly trà không đáp, Thượng quan Húc cũng chỉ quỳ trước mặt nàng, lặng lặng chờ đợi. Lý Dung uống một ngụm trà, chậm rãi nói, "Cậu đừng làm như thế, hãy đứng lên đi." Nếu điện hạ không đồng ý, lão thần không dám đứng lên. "Cậu à," Lý Dung thở dài, "hiện tại Tần gia liên lụy đến tận hai vụ án, vụ án Quân Lương và vụ án Vu Hãng Tần gia. Xin hỏi hai án này, cậu biết không?" Thượng quan Húc không nói gì lý dung nhìn thượng quan nhã thượng quan nhã hành lễ đáp hồi bẩm công chúa hai vụ án này phụ thân thật sự không rõ ràng lắm không dám lừa dối điện hạ khi vụ án tần gia được báo lên cho phụ thân đã là một vụ án đầy đủ những chứng cứ xác thực dù phụ thân có tư tâm nhưng cũng không phải dạng người chẳng phân rõ trắng đen mong rằng điện hạ minh giám tại sao lại như thế lý dung uống trà thượng quan nhã nhìn thoáng qua thượng quan húc thấy Thượng Quan Húc vẫn còn quỳ trên đất liền giải thích, việc tranh đoạt quân quyền ở Tây Bắc, bệ hạ thiên vị tiêu đại nhân. Vì sợ bệ hạ tin lời dèm pha, phụ thân liền cho người điều tra tần ra. Ý của ông ấy vốn là có sai sẽ xử theo quy củ, nếu không sai thì bỏ qua. Nhưng đối với những người ở quan trường, không ai là không có sai lầm, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều sẽ có sai nhưng khi truyền lệnh xuống liền biến thành phải điều tra ra sai lầm của Tần Gia. Binh bộ tra xét nửa ngày không tra ra được gì, vì để đối phó họ liền xé nhật ký hành quân, giao cho ngự sử đài, nghĩ thầm tìm được sai sót đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ngự sử đài thấy chuyện này kỳ quặc, trong lòng đã định tội Tần Gia, thật sự cũng không phải cố ý hãm hại Tần Gia. Chỉ là Dương Tuyền thông đồng với địch bán nước, Tần Gia lúc ấy lại làm việc dưới chướng Dương Tuyền cuộc chiến thủ thành dùng ba ngàn chống ba ngàn, không đánh đã thua, nhìn sao cũng thấy vô cùng kỳ quái. Cho nên ngự sử đài không có chứng cứ liền ngụy tạo chứng cứ cùng nhân chứng như La Quyện. Vâng, Thượng Quan Nhã tiếp tục nói, sau khi khẩu cung của La Quyện đến hình bộ thật ra chưa đủ để định tội tần gia. Người của hình bộ cho rằng phụ thân muốn tra rõ tần gia vì tần gia nhìn qua thật sự là trừng phạt đúng tội. Cho nên hình bộ lại, góp thêm một phần chứng cứ, lúc cha xét phủ đặt thêm mấy dương vàng và những thư tín giả ở tần gia. Hai thư ấy đi kèm với khẩu cung của La Quyện, trở thành một bộ nhân chứng, vật chứng hoàn chỉnh. Đợi đến khi phụ thân nhận được vụ án của tần gia, bằng chứng đã chất cao như núi rồi. Nhưng sau đó, vì thượng quan đại nhân cảm thấy lần này bệ hạ cư xử quá mức, cần cho một cảnh cáo nên đã quyết định phóng lao phải theo lao và không điều tra lại kỹ càng. Chuyện đã đến nước này, ai cũng không dám đứng ra gánh vác trách nhiệm, vẫn luôn giữ im lặng. Đợi đến khi ta bắt đầu điều tra, bọn họ lại muốn liều mạng che giấu tội lỗi, mà thượng quan đại nhân cũng cảm thấy, ta là người bị lợi dụng để che giấu, có phải không? Điện hạ, thượng quan húc cung kính nói, việc đã đến nước này, lão thần không muốn giảo biện thêm nhiều, lão thần chỉ hy vọng, điện hạ có thể thu tay lại, không tiếp tục giằng co nữa. Nói xong, Thượng quan Húc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Dung nghiêm túc nói, sổ con của Điện hạ lão thần đã xem qua, cũng hiểu rõ quyết tâm của Điện hạ. Nhưng Điện hạ có từng nghĩ, nếu người nhất quyết làm đến cùng, thứ hủy đi chính là gốc rễ của Thượng quan gia, mà Thượng quan gia lại là gốc rễ của Điện hạ và Thái tử. Gốc rễ? Lý Dung cười khẽ, cậu, một đám người mà ngài không thể khống chế lại luôn gây phiền phức cho ngài, cũng có thể gọi là gốc rễ sao? Động tác thượng quan húc cứng đờ, Lý Dung buông ly trà, bình thản nói: "Bản thân cậu chẳng lẽ không cảm nhận được sao?" Hiện tại ngài là hậu thuẫn của bọn họ, giúp bọn họ che mưa chắn gió, ngoài mặt tuy xem ngài là quan trên nhưng trong lòng lại thầm tiếp tay cho giặc. Vụ án của Tần gia dù ban đầu người trình lên nhật ký hành quân không biết sẽ ảnh hưởng gì đến Tần gia, nhưng kẻ giả tạo chứng cứ chẳng lẽ lại không biết. Thời điểm Lý Dung nói chuyện với thượng quan húc Tuân Xuyên từ bên ngoài vội vàng chạy về. Khi nàng vừa tiến vào phủ, người hầu lập tức tiếp đón, "Đại nhân. Điện hạ về chưa?" Tuân Xuyên thở hổn hển, vẻ mặt nôn nóng, người hầu cung kính đáp, "Đã về rồi, đại nhân có việc gì gấp sao?" "Ta nghe nói vụ án tần gia được chuyển giao cho hình bộ." Tuân Xuyên nói xong liền bước lên phía trước, "Ta muốn cầu xin điện hạ, vụ án này không thể chuyển giao cho hình bộ được." hai người vừa bước vào nội viện đã nghe thấy lý dung quát lớn bọn chúng biết thế nhưng còn đưa chứng cứ giả cho ngài dù cho cả nhà tần gia đều phải chết bọn chúng cũng có thể trơ mắt đứng nhìn mà ngài thì sao lý dung đột nhiên gõ mạnh cây quạt nhỏ xuống bàn quát dù ngài biết nhưng lại chẳng còn cách nào khác chỉ có thể lấp liếm mọi việc đợi sau này lại tìm cơ hội chỉnh đốn bọn chúng bọn chúng vì sao lại có gan làm loạn như vậy chính là vì biết ngài sẽ che chở mình. Cho nên bọn chúng dám vu hãm trung liệt chi thần, dám ăn xén quân lương ở những nơi ngài không nhìn thấy, chúng còn gì không dám làm chứ? Thượng quan Húc nghe Lý Dung dằn dậy, chậm rãi ngồi thẳng người lên, vậy theo điện hạ, ta nên làm thế nào đây? Lý Dung nghe xong chỉ trầm mặc không nói, Thượng quan Húc nhìn nàng, điện hạ cũng biết những người đó là ai mà. Là quan hệ thông gia trong tộc nếu thần không che chở họ, điện hạ nghĩ, vi thần được xem là gì đây? Sau này trong chiều, ai còn sẽ giúp đỡ lão thần? Nếu lão thần không có ai để dùng, bất quá chỉ là một tả bộc dạ không nắm giữ quyền thế, nhưng thái tử phải làm sao đây? Hiện tại Túc Vương như hồ rình mồi, việc bệ hạ phá cách đề bạt tô dung hoa làm thầy của Túc Vương mang hàm nghĩa gì, người còn chưa hiểu sao? điện hạ là một công chúa nhưng bệ hạ lại nguyện ý giao đốc cha ti cho người người nghĩ mình có được như thế là nhờ đâu tất cả cũng chỉ vì người là trưởng tỷ của thái tử là công chúa của thượng quan gia mà thôi tách khỏi thượng quan gia rồi người và ta được xem là gì chứ thượng quan húc nhìn chằm chằm lý dung người và ta chẳng được xem là gì cả bất kể là ta hay là công chúa thanh âm thượng quan húc nghẹn ngào trong cuộc chiến của những nhà thế phiệt, chúng ta bất quá chỉ là con kiến thôi. Góc tám nhảm. Thấy anh Tuyên có skill quyến rũ người khác chưa nào? Bởi đừng nói anh khở nhá, lờ mờ mà vác cái lu chạy a. À. Tội nghiệp chị nhà, bị anh dụ dỗ mà thấy tội lỗi, chẹp, Tuyên xấu tính quá. Tết Đoan Ngọ vui vẻ nha các bạn giấu bé ba. Chương 73: Công đạo. Bất quá chỉ là con kiến thôi. Gió lạnh thổi qua, Tuân Xuyên ngẩn ngơ lắng nghe màn đối thoại bên trong, cứ thế nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lý Dung đang giằng co với thượng quan húc. Người hầu đứng cạnh nhỏ giọng gọi, đại nhân. Tuân Xuyên phút chốc hồi thần, nàng cúi đầu, như thể có chút khó chịu đáp, ta đột nhiên nhớ ra còn một chút việc chưa giải quyết, người đừng nói với điện hạ ta từng đến tìm người, ta đi đây. Nói xong, Tuân Xuyên liền vội vàng ra khỏi cửa như thể chưa bao giờ xuất hiện đối với cuộc viếng thăm kia lý dung hoàn toàn không biết chút gì nàng nghe thượng quan húc nói xong chỉ nhìn ông nói ngài là thừa tướng ta là công chúa ngài và ta đều có khả năng thay đổi quy tắc chỉ là ngài không muốn mà thôi ngài một lòng muốn duy trì cục diện hiện tại nên mới không muốn đánh vỡ sự cân bằng kia ngài hy vọng phe ngài và bệ hạ sẽ mãi phòng bị tính toán lẫn nhau sau đó trơ mắt nhìn thượng quan gia càng ngày càng thối nát mà chẳng làm gì cả. Nhưng việc này có thể sao? Đại hạ từ khi khai quốc đến nay đã trải qua bốn đời quân vương, kiến quốc có gần 100 năm, Tây Bắc bị chiến sự quấy rầy, trong nước lại có thiên tai. Đây không phải là một đất nước mới thành lập, nó không thể chấp nhận việc bị các ngươi giày xéo như vậy. Và bất kể một vị quân chủ nào cũng không dung thứ được một gia tộc như thượng quan gia. Ngài nói Thượng quan gia là gốc rễ của xuyên nhi, nhưng ngài nhìn xem, nếu hôm nay Đốc cha ti không nằm trong tay ta mà nằm ở trong tay Nhu phi, đến lúc bệ hạ quyết tâm làm khó dễ xuyên nhi rồi, ngài nói ta nghe xem, một gia tộc như Thượng quan gia, rốt cuộc là gốc rễ hay là tai họa ngầm của xuyên nhi đây? Thượng quan húc trầm mặc, Lý Dung hít sâu một hơi, bổn cung chưa bao giờ muốn đuổi cùng giết tận Thượng quan gia, thứ bổn cung muốn chỉ có một Thượng quan húc ngẩng đầu lên, Lý Dung nhẹ gõ quạt xuống bàn, nghiêm túc nói, bổn cung muốn một thượng quan gia sạch sẽ, muốn một thượng quan gia mà gia chủ không phải là con rối của thế gia, muốn một thượng quan gia ngày sau không gây rắc rối cho xuyên nhi, cũng không vượt qua bổn phận của mình. Thượng quan đại nhân đã hiểu chưa? Lá khô theo gió lạnh từ ngoài bay vào, lướt qua trước mặt hai người. Sau hồi lâu, thượng quan húc mới nói, những gì điện hạ nói lão thần hiểu được, nhưng lão thần, lực bất tòng tâm. Ngài không làm được vậy để cho người khác làm. Lý Dung nhìn chằm chằm ông, ta chỉ hỏi cậu một câu, cậu có nguyện ý quản lý triệt để thượng quan ra hay không? Thượng quan húc trầm mặc không nói, Lý Dung nhìn về phía thượng quan nhã, a à nhã biểu tỷ, tỷ nguyện ý không? Dân nữ xin lắng nghe sự phân phó của điện hạ. Thượng quan nhã cung kính hành lễ, Thượng quan húc hết nhìn thượng quan nhã lại nhìn Lý Dung, sau vài phút ông cười khổ hỏi, "Điện hạ, lão thần có quyền lựa chọn sao?" Lý Dung không nói gì, thượng quan húc chậm rãi tiếp tục, "Dù lão thần chọn thế nào, việc điện hạ tẩy trắng thượng quan gia đã là việc nhất định phải làm, lão thần không thể ngăn được điện hạ." Hiện tại lão thần hoặc liên hợp với thế gia phế chốt điện hạ, hoặc chỉ có thể trơ mắt nhìn điện hạ xuống tay với người trong tộc. Nhưng nếu phế truất điện hạ thái tử và hoàng hậu sẽ xa cách lão thần, thậm chí nữ nhi của thần. Thượng quan húc dừng lại, một lát sau mới thấp giọng nói, thượng quan gia là gốc rễ của thái tử, thái tử cũng là tương lai và gốc rễ của thượng quan gia. Điện hạ rút củi dưới đáy nồi, dùng thái tử bức bách lão thần, cũng không cho lão thần cơ hội chọn lựa. Sau này, dù điện hạ làm gì, lão thần cũng sẽ không ngăn cản, thượng quan húc thở dài, hành lễ nói, chỉ hy vọng Điện Hạ có thể lưu tình, để lại một mạng cho tộc nhân của mình. Có thể giữ được tính mạng hay không không nằm trong sự quyết định của ta, Lý Dung nhìn Thượng Quan Húc, bình tĩnh nói, mà nó được quyết định bởi chính bản thân Thượng Quan gia. Đốc cha ti sẽ không làm việc thiên vị, nếu đốc cha ti cha không được là một chuyện, nhưng nếu cha được sẽ chỉ biết làm theo luật pháp. Cậu, ngài dùng tâm huyết nửa đời, chỉnh sửa, đại hạ luật, giúp đại hạ có pháp luật để thi hành nếu đại hạ luật không được thực thi ngài không cảm thấy tiếc nuối sao thượng quan húc trầm mặc thượng quan nhã cung kính nói điện hạ yên tâm thượng quan gia sẽ không để đốc cha ti ra tay hôm nay sau khi trở về dân nữ sẽ kiểm tra một lượt nội bộ thượng quan gia từ hoa kinh đến u châu toàn tộc tự cha nhã nhi là nữ nhi của ngài thượng quan nhã nhìn sang thượng quan húc nếu lần này tự cha thuận lợi sau này thái tử cũng không còn hậu hoạn nếu lần này tự cha không thuận lợi phụ thân xử lý nữ nhi cũng xem như cho tộc nhân một công đạo phụ thân vẫn là gia chủ thượng quan gia ca ca cũng không bị ảnh hưởng phụ thân thấy thế nào thượng quan nhã nhìn thượng quan húc các nàng đều đã an bài đâu vào đấy nếu thượng quan húc không đồng ý đốc cha ti nếu xuống tay lý dung và thượng quan gia sẽ là cá chết lưới rách Thượng quan Húc đồng ý, Thượng quan Nhã xuống tay, Thượng quan gia có thể thua cũng có thể thắng, mà Thượng quan Húc đều có đường lui. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều sẽ lựa chọn việc để Thượng quan Nhã cha xét Thượng quan gia. Nhưng nếu đồng ý Thượng quan Nhã cha xét Thượng quan gia cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận nhượng một phần quyền lực của Thượng quan gia vào tay thiếu nữ chưa xuất giá này. Thượng quan Húc trầm mặc, sau hồi lâu, ông đột nhiên cười khẽ một tiếng vẻ mặt mang theo vài phần chua sót, không hổ là nữ nhi của thượng quan gia. Quyền lực, thượng quan húc tự mình chống người dậy, có chút buồn cười mà cảm khái thành tiếng, thật sự đã khắc sâu trong cốt nhục của các ngươi. Tương lai đều thuộc về những người trẻ tuổi, lão thần, thật sự già rồi. Nói rồi, ông nâng tay hành lễ với Lý Dung, mỏi mệt nói, mọi chuyện nguyện nghe theo sự an bài của Điện Hạ, lão thần xin cáo lui trước lý dung nghe thế liền đứng dậy muốn đi tiễn thượng quan húc nhưng ông đã khoát tay nói không dám nhọc điện hạ lo lắng lão thần tự ra ngoài là được điện hạ hiện tại trưởng thành cũng có suy nghĩ và sắp xếp của riêng mình lão thần vô cùng vui mừng nhưng có một câu lão thần vẫn muốn tặng cho điện hạ lý dung nâng mắt nhìn thượng quan húc ánh mắt thượng quan húc lại đặt trên người bùi văn tuyên sau khi nhìn thoáng qua bùi văn tuyên ông lại quay đầu nghiêm túc nói một nửa dòng máu chảy trong người điện hạ vĩnh viễn là của thượng quan gia mà hôn nhân chưa chắc là vĩnh viễn trước đây điện hạ không quan tâm đến chính sự sau khi thành hôn lại nổi bật vô song trên triều điện hạ thượng quan húc lên tiếng khuyên bảo vẫn phải cẩn thận đấy cậu yên tâm lý dung đáp dung nhi hiểu được thượng quan húc cười khổ cũng không nói thêm nhiều sau khi cáo từ với Lý Dung xong liền mang theo thượng quan nhã rời đi. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên cùng tiễn thượng quan Húc ra cửa. Đợi đến khi thượng quan Húc đã hoàn toàn đi khỏi, hai tay Bùi Văn Tuyên luồn trong tay áo, ôn hòa nói, thượng quan gia bắt đầu tự tra, điện hạ cũng yên tâm được một nửa. Ưm. Trong chiều có sự ủng hộ của thượng quan gia và Bùi gia, đợi đến khi vụ án Tần gia kết thúc, Tần gia nhất định có trọng thưởng ổn định được chuyện Tây Bắc, tiêu túc không còn gốc rễ ở Tây Bắc, với bản lĩnh của Tần Lâm và uy danh của Tần Gia ở Tây Bắc, quân quyền của Tây Bắc sớm muộn gì cũng rơi vào tay Tần Lâm. Đợi năm sau khi tổ chức khoa cử, Điện Hạ lại an bài nhân thủ vào chiều, đến lúc đó Điện Hạ sẽ hoàn toàn vô lo vô yêu. Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói, nhàn nhạt đáp một tiếng, sau so một chốc, nàng như thể nghĩ đến gì đó cười nói, bà nãy bảo ngươi ra ngoài, ngươi sống chết ăn vạ trong phòng làm gì? cho rằng cậu ta không thể gây phiền phức cho ngươi hay sợ ta dối gạt ngươi chuyện gì? không phải như vậy. Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung hỏi, hoàn toàn không nghe ra hàm ý của Lý Dung. hắn cười nói: ta một mực ở lại, thượng quan húc sẽ càng khẳng định ta đang thao túng điện hạ. một khi đã có ý nghĩ ta xúi dục điện hạ, sau này bất kể là lúc nào đi nữa, bọn họ sẽ luôn tin rằng chỉ cần trừ khử ta điện hạ sẽ ngừng đối nghịch với họ như vậy điện hạ sẽ an toàn hơn rất nhiều lý dung nghe thế không khỏi nhướng mày ngươi không sợ chết sao bùi văn tuyên hai tay luồn trong tay áo thanh âm nhàn nhạt, nhạt con cháu hàn môn đã muốn bỏ lên cao nếu sợ chết sẽ không có suy nghĩ kia bùi văn tuyên lý dung không khỏi có vài phần nghi hoặc ngươi liều mạng muốn dấn thân vào triều đình như vậy là vì mục đích gì người yêu quyền thế đến mức đó sao điện hạ nói sai rồi bùi văn tuyên khẽ lắc đầu vi thần cũng không phải tự nguyện dấn thân vào kiếp trước là vì không còn cách nào cứ thế mơ hồ làm phò mã của điện hạ lại mơ hồ cuốn vào triều đình sau này khi muốn rút lui đã không thể vậy kiếp này thì sao đợi đến kiếp này bùi văn tuyên hai tay luồn trong tay áo chậm rãi đi về phía trước trên mặt mang nụ cười với vài phần hòa nhã vì từng đứng qua chỗ cao, thấy qua những phong cảnh tuyệt đẹp, không đành lòng vứt bỏ. Lý Dung không đáp, nàng nghe Bùi Văn Tuyên nói xong cảm thấy trong lòng có một sự bình tĩnh khó nói thành lời đang trào dâng. Bọn họ không nói tiếp nữa, Bùi Văn Tuyên đi trước người nàng, lặng lặng giúp nàng chắn gió lạnh. Bùi Văn Tuyên không quay đầu lại nhưng thừa biết Lý Dung đang đi phía sau hắn. Không xa không gần, liền ở nơi đó sau khi lý dung tiễn hai người thượng quan ra đi tuân xuyên một mình ngồi trong phòng nàng không biết bản thân phải làm gì cầu xin lý dung lý dung đã làm đủ nhiều nàng không thể thêm phiền toái người thêm nữa lý dung không hề mắc nợ tần ra nàng là một công chúa có thể làm đến trình độ này đã vô cùng không dễ dàng nhưng trừ bỏ cầu xin lý dung nàng còn có thể làm gì chứ nhiều người chết như vậy mọi nhân chứng đều bị chôn thây nơi ngoại ô tần gia vô cớ bị hàm oan chịu đủ khinh nhục trong mục giam cứ như thế bỏ qua sao giao cho hình bộ hình bộ sẽ xử lý thế nào đây bỗng nhiên trong lòng nàng trào giang một sự căm ghét không thể diễn tả thành lời nàng hận bản thân vô năng hận bản thân vô tri hận bản thân vì sao không thể giống thượng quan nhã và lý dung biết bảy mưu lập kế muôn vàn mưu tính nàng chỉ có thể đứng ở góc tối và trốn tránh, bất lực ngước nhìn mũi kiếm của sự bất công chĩa ngay trên đỉnh đầu mình. Nàng im lặng ngồi một hồi lâu, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi liên hồi, tuân đại nhân, người của tần gia xảy ra chuyện rồi. Tuân Xuyên từng cố ý dặn dò thuộc hạ phải đặc biệt chăm sóc người của tần gia, Tuân Xuyên nghe thế lập tức chạy về phía cửa, lớn giọng hỏi, có chuyện gì? tần gia tiểu công tử xảy ra tranh chấp với hình bộ thôi thị lang trên đường cái, ngài mau đến đó xem đi À. Tuần Xuyên nghe xong liền vội vàng chạy ra ngoài, suốt quãng đường thúc ngựa như bay. Khi đến nơi, nàng nhìn thấy tiểu đệ với bộ dáng từng trải qua ẩu đà, thị vệ nằm đầy đất, còn cả tần lâm thần sắc lạnh lùng đứng cạnh xe ngựa. Thôi Thư Vân nằm trên đất, hơi thở hồn hền, nhìn chằm chằm tần lâm nói, tần lâm, ngươi đừng làm cản. Giám ẩu đả mệnh quan triều đình, ngày mai ngươi chờ đó. Tần Lâm lạnh nhạt nhìn Thôi Thư Vân đáp, được thôi, ta chờ. Nói xong, Tần Lâm mang theo tiểu đệ nhà mình xoay người bước đi, Tần Vân, đi thôi. Người mới là người phải chờ đấy, Tần Vân lau máu loãng bên khóe môi, hốc mắt đỏ bừng quát, người hại chết tỷ tỷ của ta, còn hại chết nhiều người như vậy. Tỷ tỷ của ta trên trời có linh thiêng sẽ không bỏ qua ngươi đâu, người cứ chờ đi. người nói hưu nói vượn. thôi thư vân hét lớn. tần lâm lại nhàn nhạt nói, tần vân. tần vân quay đầu, khẽ lau nước mắt, cùng tần lâm rời đi. thôi thư vân được người hầu đỡ lên, gã cắn chặt răng nhìn theo bóng lưng của tần lâm và tần vân, nâng cao giọng nói, à ta là tự mình đâm đầu tìm chết. tần lâm chợt dừng bước, thôi thư vân bật cười, ta không hề động thủ là ả à tự đâm đầu chết trước cổng phủ công chúa. Vụ án của tần gia lập tức sẽ được chuyển giao cho hình bộ, hình bộ sẽ trả lại công đạo cho tần gia, tần đại nhân yên tâm. Tần lâm không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, tần vân đang định xoay người nện cho đối phương một trận nhưng trước khi cậu kịp xuống tay, tuân xuyên đã trước tiên một chân đá bay thôi thư vân. Sau đó nàng đi về phía tần lâm, cung kính nói, tần đại nhân, công chúa cho mời. Thôi Thư Vân lần nữa được người đỡ dậy, gã vốn định bảo thủ hạ ra tay nhưng khi nghe thấy hai chữ công chúa, động tác của Thôi Thư Vân hơi khựng lại. Sau đó thấp giọng nói, đi. Đám người Thôi Thư Vân đi rồi, Tần Lâm mới quay người lại, lặng lặng nhìn Tuân Xuyên thật lâu, cuối cùng cung kính nói, đa tạ Tuân đại nhân giải vây. Tiểu công tử không có việc gì chứ. Tuân Xuyên nhìn Tần Vân, Tần Vân cúi đầu, có chút nghẹn ngào nói, không có gì. Đa tạ tuân đại nhân quan tâm. Sắc trời đã tối, Tuân Xuyên thấp giọng nói, "Ta đưa hai vị công tử về phủ." Tần Lâm đáp một tiếng, sau đó cùng Tuân Xuyên đi về phía Tần gia. Hai bên vẫn bảo trì im lặng, sau hồi lâu, Tần Vân không kiềm được hỏi, "Tuân đại nhân, vụ án thật sự sẽ chuyển giao cho hình bộ sao?" Tỳ chức tạm thời chưa nghe được thông tin chính xác. "Ngài hãy đi cầu xin công chúa đi." Tần Vân vội la lên, "Cầu xin công chúa đi nói một câu được không?" "Vụ án nếu giao cho hình bộ vậy có khác gì thả bọn chúng ra đâu?" "Tỷ tỷ của ta chết rồi, La Thúc cũng chết rồi, đã có nhiều người chết như vậy, Tần gia của ta ở trong ngục, chú bị đánh không ít, chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở chẳng lẽ cứ thế xong rồi sao?" "Tần Vân, Tần Lâm lạnh giọng ngăn lại, đừng gây chuyện nữa." Sau đó, Tần Lâm nhìn Tuân Xuyên, Bình tĩnh nói, Điện Hạ là người làm chuyện lớn, vụ án Tần Gia đối với những người như Bệ Hạ hay Điện Hạ chỉ là một nước đi trên một ván cờ. Mọi thứ Điện Hạ làm cho Tần Gia đã là tận tình tận nghĩa, Tuần Đại Nhân không cần phải bàn bạc lại với Điện Hạ. Vụ án Tần Gia liên lụy quá nhiều, không thể nào có được kết quả. Cho dù phải trừng phạt, nhiều lắm cũng chỉ là tức chức quan lưu đầy, và đó đã là hình phạt lớn nhất mà công chúa Điện Hạ có thể thay Tần Gia cầu được như vật thật không công bằng. Tần Vân nghe thế liền siết chặt tay, bọn chúng hại chết nhiều người như vậy. Sức khỏe thúc vụ vốn đã không tốt, hiện tại còn phải chịu tra tấn, nằm triền miên trên giường bệnh. Dựa vào cái gì bọn chúng có thể bình yên vô sự chứ? Tuần Xuyên không nói gì, Tần Lâm lạnh giọng nói, chỉ bằng bọn chúng là thế gia, ngay cả bệ hạ cũng không thể động vào, hiểu chưa? Thật sự quá bất công, Tần Vân nâng cao giọng, Tần Lâm lạnh lùng nhìn cậu. Thế gian này có gì gọi là công bằng? Công bằng là thứ đệ gào thét, la lối om sòm là có thể có được sao? đã lớn như vậy rồi mà một chút chừng mực cũng không có, mau cút về ngay. Tần Vân bị Tần Lâm tức giận mắng một trận, cuối cùng chịu ngậm miệng, hai mắt đỏ hoe không nói gì nữa. Tuân Xuyên tiễn Tần Lâm và Tần Vân đến cổng Tần phủ. Tần Lâm bảo Tần Vân đi vào trước, sau đó hành lễ với Tuân Xuyên nói tiễn đến đây thôi tuân đại nhân đi thong thả tuân xuyên im lặng nhìn tần lâm chưa được bao lâu bên trong đột nhiên náo loạn lên tần vân chạy ra hét lớn đại ca chú lại ho ra máu rồi huynh mau vào xem thế nào sắc mặt tần lâm lập tức thay đổi vội vàng nói tuân đại nhân ta xin vào trước thứ không thể phụng bồi tuân xuyên khẽ gật đầu nhìn tần lâm và tần vân vội vàng vào phủ nàng đứng trước cổng nhìn phủ đệ tần gia thân thuộc suốt nhiều năm, nhìn bông tuyết từ trên không chậm rãi rơi xuống. Nàng đột nhiên cảm thấy, bản thân thật sự đã không còn nơi để về. Thiên hạ nợ tần gia một phần công đạo, thế gian không trả, nàng tự mình trả. Góc tám nhảm Dạo này tình hình dịch diễn biến phức tạp, các tình yêu nhớ giữ gìn sức khỏe để còn ủng hộ Tây Nhá, hi hi. Chương 74 Người chết sống lại xử lý xong việc của thượng quan gia lý dung cảm thấy nhẹ nhõm không ít thượng quan gia không nhúng tay vào chuyện này nàng chỉ cần ép lý minh một chút khả năng ông ấy giao lại vụ án này cho nàng là rất cao nàng và bùi văn tuyên hiếm khi được đi nghỉ sớm thế này buổi tối hôm đó trời đổ một trận tuyết cực lớn nửa đêm lý dung bị người đánh thức tiếng dập cửa bên ngoài tựa như vô cùng hoảng loạn thậm chí mang theo vài phần sợ hãi điện hạ không xong rồi lý dung tức khắc mở mắt bùi văn tuyên nâng tay đè nàng xuống sợ nàng nhiễm lạnh hắn nâng cao giọng nói vào đi nói xong bùi văn tuyên khoác áo đứng dậy lấy y phục đưa cho lý dung tịnh mai đẩy cửa bước vào run rẩy nói điện hạ có người có người điện hạ tịnh lan từ ngoài bước vào cung kính thưa có tin truyền đến đêm nay trên đường cái có người nhìn thấy tần chân chân mượn xác hoàn hồn giết thôi thư vân lý dung ngẩng phát đầu lên nâng cao giọng quát người nói cái gì tần chân chân vâng tịnh lan bình tĩnh đáp phu xe nói lúc đó ông ta đang đánh xe đưa thôi thư vân về phủ giữa chừng bỗng dưng có một nữ nhân chặn đường nữ nhân kia trên đầu đầy máu không ngừng gọi tên thôi thư vân thôi thư vân bước ra thấy vậy liền cực kỳ hoảng sợ và gọi nàng ta là tần chân chân thôi thư vân là người điều tra vụ án tần gia của hình bộ cho nên gã nhận mặt được hầu hết người trong tần gia lý dung nhanh chóng mặc quần áo hỏi sau đó thì sao tần chân chân nói nàng ta đến đòi mạng thị vệ bên cạnh đều bị dọa chạy mất dạng chỉ còn phu xe vì quá sợ hãi mà chẳng dám nhúc nhích chỉ có thể trơ mắt nhìn tần chân chân tiến đến và giết chết thôi thư vân ngoại trừ thôi thư vân còn có ai bị giết không? Ngự sử đài ôn bình, binh bộ lang trung vương hy đều chết cả rồi à? Ôn bình chết ở thanh lâu, vương hy chết ở nhà. Nghe bảo vương hy bị quỷ hồn kia cuốn thân đã lâu, cuối cùng cũng bị giết. Lúc vương hy chết có nhìn thấy ai không? Là tần chân chân đã chết hay một người khác? Lý Dung và Bùi Văn Tuyên vội vã đi ra ngoài, tịnh lan đuổi theo bên cạnh. Nàng lắc đầu, thấp giọng nói, "Thưa, nô tỳ không biết, trước mắt còn chưa có tin tức gì nhiều." "Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì đây?" Nghe vậy, Lý Dung bỗng khựng lại. Tần Chân Chân chết rồi lại sống dậy, hình bộ chắc chắn rất nhanh sẽ đến tìm ta. Tần Chân Chân đập đầu tự vẫn trước cổng phủ công chúa, cuối cùng chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Lý Dung. Hiện tại nàng ta bỗng dưng sống lại, dù có che giấu bằng cách nói quỷ thần thì mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về lý dung lý dung trầm tư hồi lâu sau đó đột nhiên bừng tỉnh nàng chừng to mắt quát nhanh chuẩn bị ngựa đến nghĩa trang ngay lý dung vội vàng xông ra ngoài bùi văn tuyên hơi sững người gấp gáp nói mau đuổi theo bùi văn tuyên đuổi theo lý dung lý dung vừa chạy vừa nói với tịnh mai người đang chạy sát bên cạnh nàng Ngươi tìm vài người truyền rộng chuyện đêm nay ra, nói huyễn hoặc một chút, cứ bảo an hồn đòi mạng, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Đầu Tân Chân Chân bị hõm một lỗ to tướng, trên người đầy thương tích, không thể là người đã chết, có thể hoang đường bao nhiêu thì hoang đường bấy nhiêu. Vâng. Tịnh Mai nghe thế liền biết đây không phải thật là quỷ hồn hiện hình nên cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nhanh chóng cho người đi lo liệu ngựa đã đứng chờ sẵn ngoài cổng lý dung vừa chạy ra khỏi phủ liền lưu loát nhảy lên bùi văn tuyên đuổi sát ngay phía sau nàng hắn khoác lên áo choàng và dẫn theo một nhóm người chạy như điên ra ngoài vùng ngoại ô đi dọn đường đi bùi văn tuyên phân phó đừng để ai nhìn thấy thị vệ nghe thế liền gật đầu đánh ngựa tản ra tuyết đóng một lớp giày trên mặt đường đợi đến khi ra khỏi thành ngựa đã khó có thể đi thông thuận bùi văn tuyên đổi sát theo lý dung lớn tiếng nói cô đến nghĩa trang làm gì tìm tuân xuyên lý dung quay đầu đáp nàng ấy không phải là người sẽ gây rắc rối với tính cách của tuân xuyên nếu thật sự muốn giết chết đám người thôi thư vân vì sao không chọn cách ám sát mà lại đường đường chính chính giết một đại thần trên đường cái còn lộ ra dung mạo thật của bản thân bởi vì nàng ấy muốn mọi người biết rằng người ra tay chính là tần chân chân nhưng nếu mọi người đã biết hung thủ là Tần Chân Chân, sẽ không khỏi tìm đến Lý Dung. Một khi đã như thế phải khai quan nghiệm thi, xem xem bên trong quan tài rốt cuộc có phải là Tần Chân Chân hay không. Cho nên cách tránh làm liên lụy Lý Dung đơn giản nhất chính là Tần Chân Chân tự mình nằm trong quan tài. Sau khi khai quan nghiệm thi, thấy nàng nằm bên trong, dù cho là một khối thi thể mới tinh cũng có thể dùng cách nói oan hồn oán khí chưa tan đầy quỷ thần như thể để lấp liếm bất luận thế nào hung thủ cũng đã chết dù là người chết sống lại hay giả chết báo thù cũng không quan trọng nữa vụ án này cuối cùng vẫn là tần gia bị hàm oan hiện tại những người liên can đều chết sạch người giết họ cũng đã chết nếu tiếp tục điều tra cũng không thể làm khó gì được lý dung bùi văn tuyên được lý dung nhắc nhở lập tức nắm được điểm mấu chốt hai người nhanh chóng chạy đến mộ phần của tần chân chân vì mộ được đặt ở lưng chừng núi nên không thể cưỡi ngựa, Bùi Văn Tuyên dìu Lý Dung cùng nàng đạp tuyết leo lên núi. Đợi khi đến nơi, từ xa họ đã nhìn thấy một người đứng cạnh mộ phần của Tần Chân Chân, nàng ấy dường như đang cậy nắp quan tài. Lý Dung sông đến lớn tiếng hô, "Tuân xuyên." Đối phương cả người đầy máu nghe Lý Dung gọi, hơi thở hổn hển, gian nan ngẩng đầu lên. Trong màn đêm, Lý Dung chấn kinh nhìn nàng một thân màu máu thị vệ đứng phía sau ai nấy đều sợ hãi không dám tiến lên. Bùi văn tuyên dìu Lý Dung, Lý Dung gạt tay hắn ra, nhào về phía trước, nhìn tần chân chân nói, người đang làm cái gì vậy hả? Ta đã gây phiền phức cho điện hạ, cho nên ta đang giúp người giải quyết nó, tuân xuyên tay cầm kiếm, quỳ một gối xuống trước mặt Lý Dung, thấp giọng nói, vẫn xin điện hạ tha thứ. Giải quyết Lý Dung tức giận bật cười, ngươi định giải quyết bằng cách nào? Tự chui vào quan tài nằm, xem mình như người đã chết sao? Chân chân đã giết mệnh quan triều đình, nếu hôm nay không chết nhất định sẽ liên lụy đến điện hạ. Đợi chốc nữa chân chân vào quan tài rồi, mong điện hạ giúp đỡ đóng nắp lại. Lý Dung không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô nương trước mặt. Người ngay trước mặt ta đi tìm chết, Lý Dung tay siết chặt thành quyền, người xem bổn cung là gì hả? ngươi là đốc cha ti tả sứ của bồn cung, ngươi sống hay chết không đến lượt ngươi làm chủ. Nghe Lý Dung quát lớn, Tuân Xuyên phút chốc ngẩn người. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dung, Lý Dung hít sâu một hơi, quay đầu hỏi, thi thể của nữ nhân trước đây đâu? Điện hạ, Tuân Xuyên nhíu mày, quan niệm thi sẽ phát hiện. Trước đặt lại chỗ cũ đi. Lý Dung không để ý nàng, quét mắt nhìn thi thể nằm trên đất cách đó không xa, sau đó lại quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên hỏi, hiện nay hình bộ có bao nhiêu quan nghiệm thi? 15 người, Bùi Văn Tuyên đi đến cạnh quan tài, thấp giọng nói, chuyện này người không cần lo lắng, vì thần sẽ sắp xếp. Lý Dung đáp một tiếng, nàng quay đầu lại, nhìn Tần Chân Chân toàn thân đầy máu, sau hồi lâu trầm mặc chỉ nói, về thôi. Điện hạ, Tuân xuyên cắn răng, thế này không đáng đâu. Ta không xem ở việc có đáng hay không lý dung lạnh giọng nói người không nên chết thì không thể chết nói rồi lý dung quay người đi lạnh lùng nói nhanh chóng xử lý sạch sẽ chúng ta đi thôi điện hạ tuân xuyên đứng dậy lớn tiếng gọi ta vốn dĩ là người đã chết nhưng người là công chúa là người nắm giữ quân cờ mỗi bước đi của người đều khó khăn như bước trên băng mỏng không thể lại vì ta mà bị ai đó bắt được điểm yếu lý dung không nói gì nàng yên lặng đứng đó, Tuân Xuyên nhìn bóng lưng nàng, thấp giọng tiếp tục, người nên cân nhắc lợi hại. Tần gia vốn chỉ là một nước cờ mà người dùng để lập đốc cha ti và thu phục thượng quan gia mà thôi, sao người lại cứ cố chấp như thế chứ? Vậy còn ngươi, sao ngươi lại chấp nhất với việc tìm chết thế hả? Lý Dung quay đầu nhìn chằm chằm Tuân Xuyên, ta đã xem ngươi là quân cờ, vậy sao ngươi còn nhọc lòng suy nghĩ cho ta làm gì? Bởi vì điện hạ đã cứu ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa. Tuân Xuyên bình tĩnh nhìn Lý Dung, dù cho điện hạ bắt đầu bằng mục đích gì, việc điện hạ đã cứu ta, cứu Tần gia đều là sự thật. Lý Dung không đáp, thị vệ bên cạnh đã chôn thi thể xong, Bùi Văn Tuyên thấp giọng nói, cô đi trước đi, đừng tiếp tục đứng đây cãi vã nữa, để ta nói chuyện với muội ấy. Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói thế liền hít sâu một hơi, nàng quay đầu dứt khoát đi xuống núi. Bùi Văn Tuyên đứng trước mặt Tuân Xuyên, hai tay luồn trong tay áo, chậm rãi lên tiếng, điện hạ không phải là người nắm giữ quân cờ, muội cũng không phải con cờ. Tuân Xuyên, nếu muội chết, điện hạ sẽ rất đau lòng. Tuân Xuyên hơi ngẩn ra, Bùi Văn Tuyên khẽ cười nói, nàng ấy vốn dĩ mềm lòng lắm. Nói xong, Bùi Văn Tuyên gọi người đến dìu Tuân Xuyên. Lý Dung lạnh mặt đi tốt phía trước, trên đất tuyết ngày càng dày nên khi nàng đi đường không khỏi có chút loạn choạng. Bùi Văn Tuyên nhanh chóng đến gần, vào khoảnh khắc nàng sắp trượt ngã, hắn liền một tay đỡ lấy nàng. Lý Dung gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói, không cần ngươi đỡ. Bùi Văn Tuyên bật cười, hắn đi đến trước mặt nàng, đưa lưng ngồi xổm xuống nói, vậy để ta cõng điện hạ xuống núi. Chân ta bị gãy sao? Cần ngươi cõng? là ta muốn cõng điện hạ, Bùi Văn Tuyên vẫn giữ nguyên tư thế, cầu điện hạ cho ta chút mặt mũi, được không? Lý Dung nghe thế sắc mặt tốt hơn đôi chút, Bùi Văn Tuyên thúc giục, nhanh lên, nếu không giải của người sẽ ướt nhẹp luôn đấy. Vì thế cuối cùng Lý Dung chỉ có thể không tình nguyện nằm lên lưng Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên cõng nàng, cùng những người còn lại xuống núi, Lý Dung dựa sát vào người hắn, nhất thời có chút khó chịu ban nãy những gì tuân xuyên nói người đừng để trong lòng hắn ôn hòa nói người không xem ai là quân cờ cả chuyện này ta hiểu ta không phải để ý chuyện đó lý dung thấp giọng nói ta chỉ cảm thấy tức giận bùi văn tuyên không đáp lời lý dung nằm trên lưng hắn rũ mắt nói ta cảm thấy bản thân quá vô năng thật ra ta thừa biết dù vụ án có được giao cho mình đi nữa ta cũng không thể đòi lại công đạo cho tần gia Tại sao chỉ là một chút công đạo lại khó đến vậy chứ? Bùi Văn Tuyên vẫn im lặng lắng nghe, hai tay Lý Dung ôm lấy cổ hắn, giọng có chút khàn, trong lòng ta chỉ toàn sự chán ghét. Chán ghét bản thân, chán ghét mọi người. Mỗi người đều không phải kẻ xấu nhưng ai nấy đều làm ra những chuyện thật xấu xa. Giết không được, giữ cũng chẳng xong. Đây không phải là vấn đề người tốt hay xấu, Bùi Văn Tuyên ôn hòa nói mà vì cá chép không thể sống trong bùn lầy. Trong một chế độ, nếu không thể khống chế quyền lực thì một người dù có tốt thế nào cũng dễ dàng làm chuyện ác. Điện hạ, Bùi Văn Tuyên mỉm cười, người đã là một người tốt, cực kỳ cực kỳ tốt rồi. Lý Dung không nói gì, nàng ôm lấy Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên cõng nàng đi trên nền tuyết. Kiếp trước ta từng nhận qua rất nhiều vụ án liên quan đến Hàn tộc tham ô, Lý Dung nhỏ giọng khàn khàn lên tiếng, nhưng ta lại chưa từng cảm thấy khó chịu thế này. Ta không hề cảm thấy vô năng, cũng không cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tại sao kiếp này, ta lại thấy khó khăn như vậy chứ? Bùi Văn Tuyên không đáp, hắn hiểu rõ ý của Lý Dung. Kiếp trước đã có Lý Minh, Lý Xuyên và hắn thay nàng làm hết những chuyện như hiện tại, cho nên thứ nàng thấy luôn là một mảng thịnh thế. Điện hạ, Bùi Văn Tuyên chậm rãi lên tiếng, Chuyện khó nhất của một người, từ trước đến nay không phải là đối diện với kẻ thù mà là đối diện với bản thân. Những việc hiện tại Điện Hạ đang làm chính là đi tìm bản chất của mình. Quá trình có thể có rất nhiều thống khổ xong sẽ không đến nỗi giống hệt kiếp trước, cứ thế mơ hồ sống hết một đời. Hơn nữa, Điện Hạ cũng không cần lo lắng quá nhiều đâu ạ. À. Bùi Văn Tuyên mỉm cười nói, lần này Điện Hạ không còn đơn độc vì đã có ta ngay bên cạnh người rồi lý dung chẳng nói gì chỉ dựa sát vào lưng bùi văn tuyên vào khoảnh khắc ấy nàng bỗng nhiên có chút tham luyến chút ấm áp mà người này cho mình nàng nằm trên lưng bùi văn tuyên cảm giác như có một nơi dựa dẫm vô hình bùi văn tuyên cõng nàng xuống núi nàng và hắn cưỡi cùng một con ngựa để lại con còn lại cho tần chân chân sau đó ba người cùng nhau quay về họ không mang tần chân chân về phủ lý dung gọi thượng quan nhã đến trực tiếp đem nàng giao cho nàng ấy thượng quan nhã hóa trang cho tần chân chân xong liền mang nàng ấy về phủ thượng quan sau khi giải quyết xong chuyện tần chân chân lý dung và bùi văn tuyên cùng nhau hồi phủ hai người vừa về đến phủ đệ tịnh lan đã vội vàng tiến lên nói điện hạ bên phía đông cung truyền tin đến hỏi về chuyện của tần tiểu thư cũng hỏi xem có cần mua chuộc quan nghiệm thi hay không nói với đông cung trong quan tài không phải tần chân chân, để phía đệ ấy tìm cách giải quyết vấn đề quan nghiệm thi. Lý Dung khoát tay, tịnh lan liền lĩnh mệnh lui xuống. Sau khi nàng ấy đi rồi, Lý Dung có chút đau đầu nên đi thẳng về phòng, ngồi xuống ghế dài, dùng tay đỡ chán. Bùi Văn Tuyên mỉm cười bước vào phòng, hắn cởi áo khoác, rửa sạch tay sau đó nhẹ giọng nói, náo loạn cả nửa ngày trời, điện hạ thật sự không có cách nào sao. Thi thể đó không phải của Tần Chân Chân, lúc trước ta tìm được một người có dáng vóc tương tự về, còn đặc biệt hóa trang một phen. Tần Chân Chân mất một chiếc răng, ta liền nhổ đi một chiếc, toàn bộ khung xương đều dựa theo Tần Chân Chân vì sợ sau này sẽ có người đào mộ kiểm tra. Vậy hiện tại điện hạ còn lo lắng gì nữa? Bùi Văn Tuyên ngồi xuống cạnh Lý Dung, Lý Dung khẽ lắc đầu, phương pháp này dùng để đối phó những quan niệm thi bình thường còn được, nhưng nếu là người trong cung họ sẽ dùng cách nhỏ máu nghiệm thi đến lúc đó tần lâm sẽ ở trước mặt công chúng dùng máu kiểm tra e rằng chạy không thoát nghe xong bùi văn tuyên chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà sau khi hòa hoãn lại lý dung nâng mắt nhìn hắn nhíu mày hỏi ngươi cười cái gì đây là đang chê cười ta đúng không điện hạ hiểu lầm vi thần nào dám nói xong bùi văn tuyên nâng tay lên đưa lòng bàn tay đến trước mặt lý dung Lý Dung nhíu mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Điện hạ nhìn thấy vết thương bên trên rồi chứ? Ta không hề đau lòng, Lý Dung khoát tay nói, đã lúc nào rồi còn gây chuyện. Không phải, Bùi Văn Tuyên có chút giờ khóc giờ cười, ta chỉ muốn nói với người rằng, cách lấy máu khám nghiệm thì ban nãy ta đã thử qua. Lý Dung quay đầu sang, có chút kinh ngạc nói, ngươi thử rồi? Vâng, ta đã lấy máu nhỏ lên tử thi. Bùi Văn Tuyên nghiêm túc đáp, máu hoàn toàn thấm vào. Hai mắt Lý Dung trợn to, người đó là muội muội thất lạc bên ngoài của ngươi sao? Bùi Văn Tuyên. Không phải, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không hiểu liền nói thẳng, từ trước đến nay người chưa từng nghi ngờ việc dùng máu nhận thân. Có chút không hợp lý sao? Góc tám nhảm. Tây khá thích các nhân vật nữ của Bạch Đại Đại, ai cũng có ca tính, có chính kiến và mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng là những cô gái khiến người khác phải yêu mến khâm phục lâu lâu quăng một miếng cầu lương cho các chị em các chị em ăn có thơm không nào ha ha tây vừa hoàn một bộ nói ra chính mình cũng ngượng mồm chỉ mười chương các tình yêu có hứng thú thì đọc đỡ buồn nhá chương 75 khám nghiệm tử thi lý dung ngẩn người sau hồi lâu nàng cẩn thận hỏi ý của ngươi là nó không chính xác. Hoàn toàn không, Bùi Văn Tuyên trực tiếp đáp, ta đã từng thử qua, chỉ cần là hài cốt, nhỏ máu liền có thể thấm vào. Người xác định, người còn nhớ vụ án, thuyền ma, ở kiếp trước không, Bùi Văn Tuyên hỏi. Lý Dung suy nghĩ giây lát mới gật đầu đáp, nhớ, ta vẫn còn ấn tượng về nó. Về một chiếc thuyền cập bên bờ biển, trong thuyền toàn là xương trắng, bảo là quỷ hồn trở về tìm người thân lúc ấy ta vừa vặn tuần tra ở vùng duyên hải khi nghe đến vụ án này liền đến xem thế nào đó là chiếc thuyền trước đây sau khi rời khỏi trấn không lâu liền biến mất nhiều năm sau trở lại người trên thuyền đều hóa xương trắng thân nhân của họ ùn ùn chạy đến nhận thân cũng chỉ có thể dùng máu nhỏ xương kết quả họ tùy tiện nhỏ một giọt máu liền thấm vào ta nhìn liền cảm thấy không hợp lý sau đó ta cũng nhỏ thử một giọt máu phát hiện mình cũng có thể nhận thân bùi văn tuyên mỉm cười từ đó về sau ta không hề tin phương pháp này nữa ban nãy vì để chắc chắn ta đã tự kiểm nghiệm lần nữa cho nên người cứ yên tâm máu của tần lâm nhất định có thể thấm vào lý dung nghe thế liền yên lòng nàng suy nghĩ giây lát bỗng nhớ đến một việc ta nói này ngươi từ đâu học được nhiều thứ kỳ quái như vậy lúc trước vụ trứng gà Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói liền chống đầu cười, Điện Hạ phải chăng cảm thấy càng thêm sùng bái vi thần. Thôi bỏ đi, Lý Dung lập tức sửa miệng, toàn mậy thứ tà môn bằng đạo. Người cũng đừng nói lung tung, nếu không ta sợ có ai đó kinh động đến bệ hạ, mời một quốc sư, sau đó xem ngươi như yêu nghiệt mà cho một mùi lửa hỏa thiêu. Lý Dung nói rồi liền đứng dậy đi rửa tay, nhưng chưa kịp rửa xong, tĩnh lan liền bước đến, bình tĩnh nói, Điện hạ, người của hình bộ đến. Lý Dung khẽ gật đầu, không hề cảm thấy kỳ lạ. Bùi Văn Tuyên đứng lên, ôn tồn nói, "Điện hạ nghỉ ngơi đi, để ta ra ngoài là được." Lý Dung đáp một tiếng, Bùi Văn Tuyên liền mang người đi ra ngoài. Sau khi Bùi Văn Tuyên rời khỏi phòng, Tĩnh Lan liền bước đến gần, có chút lo lắng nói, "Điện hạ, bên Đông cung còn chưa trả lời, lỡ như bọn họ muốn nghiệm thi." Không sao, đừng lo lắng, Lý Dung khoát tay, cười nói, không phải chuyện gì to tát. Tĩnh Lan ngẩn người, nhưng thấy Lý Dung chấn định như vậy, nàng cũng không nói thêm nhiều. Bùi Văn Tuyên mang người đi ra ngoài, vừa bước đến cổng đã thấy xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Khi nhìn thấy đối phương là ai, Bùi Văn Tuyên liền cười, nâng tay nói, ồ, Tô Thị Lang, ngài lại đến nữa. Ta là phụng mệnh đến. Tô Dung Khanh thần sắc bình tĩnh, mong được diện kiến điện hạ. Đêm đã khuya, không nên quấy rầy điện hạ, ngài muốn nói gì cứ nói với ta là được. Phò mã chắc cũng biết việc tần chân chân sống lại, Tô Dung Khanh nhìn chằm chằm bùi văn tuyên, bản quan phụng mệnh đến đây để tìm hiểu việc hạ táng tần chân chân của điện hạ. Sống lại, bùi văn tuyên kinh ngạc nói, có việc ly kỳ như thế sao? Chính vì quá mức quỷ dị cho nên bản quan mới cố ý đến đây hỏi điện hạ. Chuyện này quả thật rất kỳ quái, Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu, sau đó nâng mắt nói, nhưng như thế lại có liên quan gì đến điện hạ nhà ta? Việc hạ táng tần chân chân là do điện hạ một tay xử lý, một người hầu bên cạnh không kiềm được lên tiếng, Bùi Văn Tuyên nghe xong liền bật cười. Cho nên rốt cuộc nàng ấy đã chết hay còn sống? Bùi Văn Tuyên nhìn Tô Dung Khanh, Vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi, nếu nàng ấy đã chết, loại việc này Điện hạ Tị Hiểm còn không kịp, sao ngài có thể đến đây và xúc phạm Điện hạ như thế? Nếu nàng ấy còn sống, vậy nàng ấy đã lừa gạt Điện hạ là trọng tội. Tô thị lang sao còn chưa mau chóng đi bắt nàng ấy về xin lỗi Điện hạ nhà ta, còn đứng ở đây làm gì? Người hầu kia bị hàng loạt câu hỏi của Bùi Văn Tuyên khiến đầu óc mờ mịt. Bùi Văn Tuyên nhẹ phủi ống tay áo Khẽ cười một tiếng, Tô thị Lang, đây không phải là lần đầu tiên ngài đến phủ công chúa, lần sau làm phiền hình bộ các ngươi đổi một người khác, vì nếu cứ là ngài, ta sẽ cảm thấy ngài có ý đồ khác. Bùi đại nhân, xem như vì cung cấp manh mối, xin cho chúng ta được gặp điện hạ một lần đi. Người hầu bên cạnh thấy Bùi Văn Tuyên kiêu ngạo như vậy, trong lòng đầy lửa giận. Bùi Văn Tuyên lại lắc đầu nói, không người các ngươi muốn tìm là tần chân chân cho nên hãy tận tực mà đi tìm nàng ấy tìm người sống đi trên phố tìm người chết đi nghĩa trang nếu các người cảm thấy tần chân chân đang ở phủ công chúa trước đến đại lý tự xin lệnh điều tra đã không có lệnh điều tra còn đến đây ầm ĩ cái gì cút đi sau khi hét lớn một tiếng bùi văn tuyên xoay người đi vào trong và nói với thị vệ giữ cửa đóng cổng nói xong Bùi Văn Tuyên liền quay về phòng. Lý Dung đang ăn điểm tâm, thấy Bùi Văn Tuyên bước vào, Lý Dung có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nói, sao nhanh vậy? Ừm, Bùi Văn Tuyên giữ nguyên nụ cười, đều là đám tôm tép không đáng kể, ta tùy tiện nói mấy câu là có thể đuổi đi rồi. Điện hạ ăn xong rồi sao? Chốc nữa chuẩn bị thượng chiều, sổ con đã viết xong chưa? Vừa nghe đến mấy chữ viết sổ con, Lý Dung liền thấy có chút đau đầu, nàng dè dặt nhìn Bùi Văn Tuyên, về chuyện đó, Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên uống trà, không đáp lời, giả vờ không nghe thấy. Lý Dung rỗi hai ngón tay ra bắt lấy tay áo của Bùi Văn Tuyên, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc gọi, Bùi ca ca. Bùi Văn Tuyên nghe hai chữ ca ca, cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn ngẩng đầu lên cười nói, điện hạ có gì phân phó. Ta vẫn luôn nghe nói, tài văn chương của ngươi hơn người, sổ con chỉ cần đặt bút liền xong. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chuyện tần chân chân nhất định phải có một cách nói, người xem. Ý của Điện Hạ ta hiểu được, Bùi Văn Tuyên gật đầu, nắng mắt nhìn Lý Dung, nhưng nếu ta giúp Điện Hạ viết sổ con, Điện Hạ sẽ cho lại ta cái gì đây? Ngươi muốn cái gì? Bùi Văn Tuyên khẽ cười, đưa mặt đến gần sau đó nâng tay khẽ gõ lên má mình. Điện Hạ! Bùi Văn Tuyên cười nói, người chỉ cần nhích gần về phía thần một tấc, trong vòng 15 phút, vì thần sẽ đưa sổ con cho người. Lý Dung nghe hắn nói thế liền bật cười. Có lẽ đêm quá ngắn nên phỏ mã nằm mơ chưa đủ nhỉ. Lý Dung nâng tay, vỗ nhẹ từng cái vào má Bùi Văn Tuyên nói, ngủ nhiều chút nữa, ha. Lý Dung nói xong, hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi đến án thư. Tự viết thì tự viết, nàng sợ gì chứ? trong lúc lý dung ngồi bên án thư phấn đấu bùi văn tuyên lại ngồi uống trà ăn điểm tâm tay cầm sách vừa xem vừa viết gì đó khi bùi văn tuyên ăn xong điểm tâm cũng đã đến thời gian thượng triều nhưng lý dung còn chưa viết xong sổ con do đó nàng chỉ có thể căng ra đầu mang lên xe ngựa tiếp tục viết việc viết sổ con phải chú ý cách dùng câu từ lý dung đắn đo từng con chữ đợi đến khi vào cung nàng vẫn chưa viết xong Lý Dung cuối cùng đành bỏ cuộc, cam chịu ôm cuốn sổ con chỉ mới viết được hơn phân nửa đã vội vàng kết thúc. Nàng thầm nghĩ đợi chốc nữa sẽ lén đến ngự thư phòng giải thích với Lý Minh. Dù sao cũng không có ai khác xem, cứ như vậy đi. Lý Dung cầm sổ con, Bùi Văn Tuyên thản nhiên đi bên cạnh nàng, thường thường mỉm cười liếc nhìn nàng. Lý Dung lạnh mặt không thèm để ý Bùi Văn Tuyên, suốt quãng đường trong lòng không ngừng thầm mắng hắn. Khi đã đến vị trí đứng, Bùi Văn Tuyên cùng nàng đi về phía trước. Lý Dung lạnh lùng nói, "Phỏ mã về chỗ của mình đi, ta không muốn đứng chung một chỗ với ngươi." Bùi Văn Tuyên bật cười thành tiếng, điện hạ nóng tính thật. Hai mắt Lý Dung nhìn thẳng phía trước, không thèm để ý hắn. Bùi Văn Tuyên cười một lát mới lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ con đưa cho Lý Dung. Lý Dung gạt tay hắn, lạnh lùng nói, đừng tùy tiện nhét đồ cho ta. Người không cần. Bùi Văn Tuyên giơ cuốn sổ con trong tay lên, thật sự không cần. Lý Dung nhìn Bùi Văn Tuyên, giơ tay giật lấy sổ con, thấp giọng nói, biến nhanh. Cầm sổ con của ta chính là thiếu nợ ta. Bùi Văn Tuyên cười khẽ xoay người, điện hạ, ta sẽ trước ghi sổ. Sau đó, không hề cho Lý Dung cơ hội đáp trả, Bùi Văn Tuyên đã cầm thẻ trầu, trở về vị trí của mình. Trong chiều hắn nổi tiếng là người hòa nhã, suốt quãng đường quay về, đều mỉm cười chào hỏi với mọi người. Hôm nay trên chiều, sắc mặt của mỗi người mỗi khác, vì dù sao việc oan hồn giết người nghe ra quá mức rùng rợn. Có người không tin, nhưng số người tin lại nhiều hơn. Bùi Văn Tuyên vừa về đến vị trí, mọi người đã chạy đến vây quanh hỏi han trong khi Lý Dung vẫn đứng một mình vì không ai dám làm phiền nàng thời điểm thượng triều khi lý minh hỏi những việc cần tấu không cần lý dung ra mặt lập tức có rất nhiều quan viên báo cáo việc tần chân chân giết người lý minh nghe thế liền nhíu chặt mày một việc huyền ảo như vậy các vị ái khanh thấy nên xử lý thế nào nói xong lý minh lại do dự nói không bằng để pháp sư của chùa hộ quốc đến trước mộ tần chân chân tụng kinh ba tháng để tiêu trừ oán niệm vừa nghe vậy mọi người bốn mắt nhìn nhau để hòa thượng đến tụng kinh liền xem như giải quyết xong. Rõ ràng Lý Minh muốn lướt qua vụ án này. Tạ Lan Thanh bước ra, cung kính nói, bệ hạ, tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần, việc tần chân chân chết mà sống lại còn cần tra xét kỹ càng. Lúc trước hạ táng tần tiểu thư là do bình lạc điện hạ một tay lo liệu, cho nên người sống hay chết, chỉ mình điện hạ biết. Lão thần cho rằng, việc này hẳn nên kiểm tra một cách nghiêm khắc trích luận ngữ, ý, khổng tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, không khinh suất nói về tích quỷ thần. Nguồn, ntdvn.com Lý Minh nghe thế im lặng hồi lâu, sau đó quay sang nhìn Lý Dung hỏi, bình lạc, con thấy thế nào? Tạ Thượng Thư đã nói như vậy, nếu không kiểm tra, chẳng phải nhi thần không duyên cớ bị hất thêm một chậu nước bẩn. Muốn biết tần chân chân sống hay chết rất đơn giản, không phải khai quan nghiệm thi liền xong rồi sao? Nếu điện hạ đồng ý vậy không còn gì tốt hơn. Tạ Lan Thanh bình tĩnh nói, không bằng chúng ta hiện tại liền xuất phát, hình bộ đã sắp xếp sẵn quan nghiệm thi, dưới sự chứng kiến của quần thần, chúng ta cùng nhìn xem, người trong quan tài rốt cuộc là ai. Chờ đã, Lý Xuyên vội vàng lên tiếng, nhưng Lý Dung không đợi Lý Xuyên nói xong đã giành trước nói, được thôi, phụ hoàng, Lý Dung nhìn về phía Lý Minh ngài cảm thấy thế nào ạ à? lý minh thấy bộ dáng khẩn thiết đầy tự tin của lý dung sau khi do dự trong chốc lát ông liền gật đầu nói các ngươi đi đi trẫm sẽ ở đây đợi kết quả lý dung hành lễ sau đó đi về phía tạ thượng thư nâng tay nói tạ thượng thư mời điện hạ mời tạ lan thanh nói xong liền mang nhóm quần thần đi ra ngoài bùi văn tuyên đứng lại đợi lý dung Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đơn độc bước đi. Lý Xuyên mang người đến, cậu đi cạnh Lý Dung, có chút nôn nóng nói, tỉ, hình bộ trông giữ những quan nghiệm thi vô cùng nghiêm ngặt, để không tìm được ai cả, chốc nữa chúng ta tiêu rồi. Lý Dung khẽ vỗ tay Lý Xuyên, bình tĩnh nói, không sao, tỷ có cách. Tỷ đừng làm liều, Lý Xuyên vội la lên, có bao nhiêu người đang nhìn chứ? Thái tử Điện Hạ yên tâm đi à, Bùi Văn Tuyên mỉm cười, trong lòng công chúa đều có tính toán cả rồi. Thấy Bùi Văn Tuyên cũng nói y hệt, Lý Xuyên Hồ nghi nhìn hai người, cuối cùng cũng có chút yên tâm. Lý Dung không chút nao núng, cùng Bùi Văn Tuyên lên xe ngựa. Nhóm quần thần ảo ạt đi ra vùng ngoại thành. Khi họ đã đến mộ phần của Tần Chân Chân, Tạ Lan Thanh bảo người tiến lên, trực tiếp ra lệnh, đào nhóm người đào mộ vừa đâm sảnh xuống một nhát đã phát hiện đất có chút mềm xốp bọn họ lập tức nói tạ thượng thư ngôi mộ này từng bị đào lên tạ lan thanh sắc mặt không chút thay đổi nói tiếp tục lý dung mỉm cười phe phẩy quạt trái tim lý xuyên nhảy lên liên hồi chẳng bao lâu sau phần mộ đã đào xong nắp quan tài được mở ra ngay trước mặt quần thần lập tức một mùi hôi thối của thi thể tràn ngập không khí đại đa số người đều lui một bước. Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn tay đã được sông hương lên chóp mũi của Lý Dung. Lý Dung cầm khăn, nhìn hắn nói, sao ngươi cái gì cũng có hết vậy? Vì biết sẽ xảy ra nên đều chuẩn bị trước. Bùi Văn Tuyên thấp giọng đáp, Lý Dung nghe vậy khẽ gật đầu. Tạ Lan Thanh bảo quan nghiệm thi tiến lên. Người đó đi quanh thi thể một vòng, sau đó mang bao tay đặc chế lên, Tỉ mỉ kiểm tra từng khớp xương của thi thể trước mặt đám đông. Sau khi kiểm tra xong, quan nghiệm thi cung kính nói, tạ đại nhân, khung xương của thi thể này cùng những điểm đặc thù của tần tiểu thư hoàn toàn giống nhau, hẳn là tần tiểu thư. Điểm đặc thù có thể ngụy tạo, tạ lan thanh bình tĩnh nói, tiếp tục kiểm tra. Quan nghiệm thi do dự dây lát, lại nhìn sang tần lâm đang đứng lẫn trong đám đông bên cạnh nói nếu muốn tiếp tục kiểm tra phải cần đến người có cùng quan hệ huyết thống với tần tiểu thư phối hợp. Nói xong, quan nghiệm thi hướng về tần lâm hành lễ, không biết tần đại nhân có thể cho một giọt máu không? Tác giả có lời muốn nói. Đoạn trích nhỏ, trường công chúa, phiên bản vườn trường kiêu phô mai que. Lý Dung, Bùi Văn Tuyên, giúp tôi làm bài tập được không? Bùi Văn Tuyên, hôn tôi tôi sẽ giúp. Lý Dung, không giúp thì không giúp, tôi tự mình làm. Dù hùng hục làm thế nào vẫn không kịp hoàn thành trước thời hạn nộp bài, Lý Dung tức giận đi học. Bùi Văn Tuyên khẽ chọc Lý Dung, "Này, bạn học Lý." "Lý Dung, tôi không muốn nói chuyện với cậu." "Bùi Văn Tuyên, cho cậu bài tập." Sau đó, Chương 76: Từ biệt. Mọi người nhìn về phía Tần Lâm, Tần Lâm do dự một lát Lý Dung liền lên tiếng, tần đại nhân nén bi thương, ngài hãy tiến lên nhìn lệnh muội đi. Bốn chữ, nén bi thương, liền cho thấy việc Lý Dung khẳng định thân phận của tần chân chân. Tần Lâm hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn bước đến. Thi thể của tần chân chân cơ hồ đã là một bộ thây khô, nhìn không ra diện mạo, có vài phần xương đã biến thành màu trắng. Quan nghiệm thi trích ngón tay tần lâm sau đó nhỏ máu lên phần xương trắng lộ ra mọi người ngừng thở quan sát giọt máu kia chậm rãi thấm vào xương quan nghiệm thi sau khi quan sát một chốc ông xoay người lại nói với tạ lan thanh tạ đại nhân thi thể này chắc chắn là của tần tiểu thư nghe thế tạ lan thanh liền lộ ra thần sắc khiếp sợ sao có thể được tạ lan thanh muốn tiến lên người bên cạnh đã vội vàng ngăn tạ lan thanh lại đại nhân không may mắn đừng đến quá gần Tạ Lan Thanh nhìn chằm chằm xác chết, sau hồi lâu, ông chỉ về phía thi thể nói, nàng chết chỉ mới hơn một tháng lại biến thành thây khô như vậy, điều này sao có thể hợp lý. Đại nhân, người bình thường sau khi hạ táng, 3 đến 7 ngày bắt đầu mục rửa, 2 tháng sau sẽ trở thành thây khô. Những lúc nhiệt độ không khí thấp, quá trình sẽ chậm một chút, nếu không chôn sâu trong đất mà đặt ở bên ngoài, quá trình sẽ nhanh hơn một chút. Ngoại trừ điều này, nam nữ thể chất bất đồng tốc độ mục rửa của thi thể cũng khác nhau vị cô nương này hạ táng đơn sơ không được xử lý phòng ngừa mục rửa như bình thường quan tài cũng không được đóng kín nếu trước đây sau khi chết còn đặt ngoài không khí vài ngày thì bộ dáng hiện tại của nàng cũng không phải điều gì kỳ quái tạ lan thanh nghe quan niệm thi nói thần sắc vẫn có chút không muốn tin lý dung khẽ cười một tiếng tạ đại nhân đang sợ điều gì chứ Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ đến tìm. Dù tần chân chân hóa thành lệ quỷ, nếu tạ đại nhân chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng thì có gì phải sợ chứ? Ta sợ cái gì? Tạ Lan thanh lạnh giọng quay đầu lại, điện hạ đừng hồ ngôn loạn ngữ. Lão thần chỉ sợ có người mượn mấy chuyện quỷ thần, rối loạn triều cương, nhiễu nhương pháp tắc. Sự khổ tâm của tạ đại nhân quả thật đáng được khen ngợi. Lý Dung vừa vỗ tay vừa nói, vậy hiện tại, nghiệm thi cũng nghiệm xong rồi, Tạ đại nhân còn nghi ngờ gì nữa không? Chuyện này, Tạ Lan Thanh nhìn thi thể, nhíu chặt mày, sao có thể được chứ? Tạ đại nhân, trên đời này có rất nhiều chuyện mà con người không thể không tin. Tần tiểu thư chết oan uổng, hiện tại bất quá là báo thù rửa hận thôi. Hiện tại, ta tin oan hồn của Tần tiểu thư đã được an ủi, chúng ta không nên quấy nhiễu nàng cho nàng xuống mồ vì an, được an giấc ngàn thu đi. Tạ đại nhân, một triều thần có chút nhát gan trong đám người không khỏi lên tiếng, vẫn nên để tần tiểu thư an giấc ngàn thu, mọi chuyện bỏ qua đi à. Tạ Lan Thanh ngẩng đầu muốn mắng người đó, nhưng khi nhìn lại phát hiện đối phương là anh trai của Thôi Thư Vân, Thôi Thư Tuyết. Tạ Lan Thanh cảm thấy uất nghẹn trong lòng, ai nấy đều đến khuyên bảo Tạ Lan Thanh. Lý Dung cười nhìn Tạ Lan Thanh bị mọi người vây quanh, Tạ Lan Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa, quay đầu nói, đóng quan tài lại đi. Nói xong, Tạ Lan Thanh liền mang người quay về. Trên đường về vô cùng náo nhiệt, triều thần nghị luận sôi nổi, phỏng đoán xem việc hoàn hồn này là thật hay giả. Lý Xuyên đi đến bên cạnh Lý Dung, cậu nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói, "A tỷ, tần chân chân nàng." Lý Dung nâng mắt nhìn cậu, mỉm cười nói, hôm nào đến phủ của tỷ uống chén rượu đi. Nói xong, Lý Dung liền đi lướt qua Lý Xuyên. Bùi Văn Tuyên bước lên, sóng vai đi cạnh nàng, thấp giọng nói, ta không nói sai chứ. Nếu sai, ta liền làm thịt ngươi. Lý Dung hé môi, khẽ nói. Sau khi quan viên trở lại triều đình liền báo cáo kết quả cho Lý Minh. Lý Minh đang nghe hát ở chỗ Nhu Phi, biết được kết quả cũng có vài phần nghi hoặc. Ông vốn không tin quỷ thần, nhưng nghĩ lại, bất luận thế nào, chuyện này cũng có liên quan đến Lý Dung, không thích hợp tiếp tục điều tra. Nhu Phi ngồi bên cạnh lắng nghe, Lý Minh thấy bà không nói lời nào, quay đầu sang hỏi, nghe nửa ngày trời, Ái Phi có cảm tưởng gì? Thiếp cảm thấy chuyện này thật khiến người khác phải kinh ngạc. Nhu Phi mỉm cười, một người đã chết mượn xác hoàn hồn giết người, còn ngay bên trong hoàng thành. Việc này, thật nằm ngoài sức tưởng tượng nói xong nhu phi ngồi lên đùi lý minh dựa vào lòng lý minh có chút sợ hãi nói bệ hạ oan hồn kia chắc sẽ không tìm đến hoàng cung đâu nhỉ làm gì có oan hồn chứ lý minh bật cười nếu trên đời này thật sự có quỷ trong cung e rằng là nơi nhiều nhất ý của bệ hạ là không phải quỷ nhu phi nấc mắt nhìn lý minh lý minh đặt sổ con sang một bên ôm nữ nhân chậm rãi nói, không có người biến thành quỷ, chỉ có người giả làm quỷ thôi. Vậy thì, Nhu Phi có chút nghi hoặc, sao bệ hạ không điều tra? Điều tra, Lý Minh cười nhạo, chậm điều tra con quỷ này thì có ý nghĩa gì? Mấy kẻ nàng ta giết vốn đáng chết. Nếu không phải những trưởng bối trong nhà chúng dùng việc lập đức cha ti uy hiếp chậm, con quỷ kia không gây phiền phức cho chúng, chậm cũng không tha cho chúng. Nhu Phi dựa vào lòng Lý Minh, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói, bệ hạ, việc đốc cha ti thật sẽ giao cho bình lạc điện hạ. Nếu không thì sao? Lý Minh nhìn bà, lạnh lùng nói, ái phi cảm thấy giao cho ai mới thích hợp. Bệ hạ đừng giận, Nhu Phi biết Lý Minh đang nghi liền thở dài, tấm lòng bệ hạ dành cho thần thiếp, thần thiếp hiểu rất rõ, sẽ không vì tranh sủng mà gây chuyện. Thần thiếp chỉ là lo lắng, Đốc Cha Ti tồn tại để giám sát thế gia, Điện Hạ dù sao cũng là công chúa xuất thân từ thượng quan gia. Dù Nhu Phi do dự không nói tiếp, Lý Minh vẫn nghe ra được. Ông từ tốn nói, "Chậm biết nàng lo lắng điều gì, nhưng hiện tại không có ai thích hợp làm ti chủ của Đốc Cha Ti hơn con bé. Nàng nói nếu ta giao cho hoa lạc hay cho nàng, các ngươi ngồi vững được vị trí này sao? Lý Minh nói, cười lạnh thành tiếng, e rằng sớm đã bị mấy con sói già kia ăn đến xương cốt cũng chẳng còn. Bình Lạc hiện tại đang nội đấu với bọn họ, chúng ta chỉ cần đứng một bên quan sát là được. Nếu Bình Lạc nương tay với thế gia, chậm liền thu hồi quyền lực trong tay con bé. Nếu con bé vẫn làm việc xuông sẻ. Lý Minh suy nghĩ lại thở dài, con bé dù sao cũng là con gái của ta, là con cháu của Lý Gia. Nếu lòng hướng về phía chậm, chậm cũng sẽ không bạc đãi nó bệ hạ nói phải nhu phi mỉm cười suy nghĩ một chốc lại nói chỉ là đốc cha ti quyền đại thế đại bệ hạ phải cẩn thận một chút được rồi lý minh bật cười những việc này nàng không cần nhọc lòng trẫm đều hiểu rõ thần thiếp cũng vì lo cho bệ hạ nhu phi nâng tay ôm lấy lý minh bệ hạ dù sao cũng là phu quân của thần thiếp cả đời thần thiếp đều phải dựa vào bệ hạ nha lý minh nghe nhu phi nói như vậy trong lòng cũng mềm vài phần ông ôm nhu phi thở dài nói nàng yên tâm trẫm còn sống ngày nào liền sẽ che chở mẹ con nàng ngày đó nhu phi nhẹ giọng đáp một tiếng không nói thêm gì lý minh ôm lấy nàng trong lòng thầm tính toán đợi đến khi trở về lý minh đi qua ngự hoa viên phúc lai đi phía sau ông lý minh suy nghĩ hồi lâu chậm rãi nói người nói sổ con của bình lạc bị người khác giấu đi vâng phúc lai thấp giọng đáp sổ con hiện tại đã lấy lại được bệ hạ có muốn xem không ạ à? lý minh đáp một tiếng cầm sổ con từ tay phúc lai sau khi nhìn thoáng qua ông liền bật cười thành tiếng học cái gì không học lại học đám lão già kia uy hiếp chẫm thôi người cũng đã chết rồi nàng muốn xen vào thì cứ làm người soạn chỉ đi vụ án quân lương và vụ án tần gia đều sẽ do đốc cha ti quản lý đốc cha ti chính thức được xây dựng ti chủ là bình lạc bên cạnh đó chọn một giám sát phó ti chủ phúc lai nghe thấy thế có chút nghi hoặc giám sát phó ti chủ nhu phi nói cũng đúng lý minh chắp tay sau lưng chậm rãi nói cho bình lạc quyền lực lớn như vậy dù sao cũng phải có người quản chế nó ngươi cảm thấy tô dung hoa thế nào tô đại công tử à phúc lai suy nghĩ chốc lát chợt mỉm cười tô đại công tử là thầy của túc vương lại là con cháu thế gia tất nhiên sẽ giám sát điện hạ gắt gao tuy gã nhìn không đàng hoàng nhưng chuyện gì cũng hiểu rõ lý minh giơ tay nói cứ như vậy đi bảo trung thư tỉnh soạn ý chỉ bình lạc tự chọn một ngày chính thức xây dựng đốc cha ti thưa vâng phúc lai đáp một tiếng sau một chốc lại cung kính nói bệ hạ phong thưởng điện hạ cũng đã làm rồi Ngài từ trước đến nay luôn xem trọng phò mã, tại sao không nhắc đến ngài ấy một câu vậy? Bùi Văn Tuyên à, Lý Minh bật cười, muốn ban thưởng hắn thế nào còn phải xem khối thịt mà Bình Lạc cắn được lớn bao nhiêu. Phúc Lai ngẩn người, đợi sau khi hiểu được liền đuổi theo phía sau Lý Minh trên hành lang, cười nói, bệ hạ đối với phò mã, quả nhiên ân sủng có thêm. Đào rất dễ gãy, Lý Minh nhìn tuyết trắng bao trùm cả hoa viên chậm rãi nói, thêm vài viên đá quý trang trí cũng là lẽ dĩ nhiên. Ý chỉ của Lý Minh do Trung Thư tỉnh soạn, sau khi môn hạ tỉnh xét duyệt liền đưa đến tay Lý Dung. Lý Dung mang người trong phủ công chúa ra ngoài tiếp chỉ, tin tức nàng chính thức thành lập đốc cha ti, tiếp nhận vụ án tần gia và quân lương nhanh chóng lan truyền. Tin tức này truyền rộng khắp hoàng thành, bá tánh bàn tán say xưa, vì đã có chuyện nữ quỷ hoàn hồn đòi mạng, mọi thứ đều trở nên kỳ ảo danh tiếng của lý dung trong dân gian danh tăng nhanh chưa từng có một nữ tử bảo vệ tính mạng cho dân thường vì trung lương sửa lại án sai từ đây trở thành ti chủ của đốc cha ti đứng trên cả thế gia một kỳ án chết đi sống lại sinh ra liền mang theo vài phần truyền kỳ lý dung một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nàng bảo khâm thiên giám chọn giúp mình một ngày tốt để tổ chức đại điển xây dựng đốc cha ti ở giáo trường minh thịnh ngày hôm ấy trời trong nắng ấm lý dung dậy rất sớm thị nữ hầu hạ nàng thay lễ phục theo hoa mẫu đơn đỏ rực như lửa đầu mang mão hoa màu vàng bùi văn tuyên cũng mặc quan phục mỉm cười nhìn bộ dáng trang điểm lộng lẫy của nàng đợi nàng trang điểm xong bùi văn tuyên hơi khom người nâng tay lên cười nói công chú mời lý dung nhìn hắn không kiềm được bật cười bùi văn tuyên dáng vẻ này của ngươi thật giống một tên chó săn có thể làm chó săn của điện hạ, Bùi Văn Tuyên cũng mỉm cười, chính là vinh hạnh của hạ quan. Bùi Văn Tuyên, ta hiện tại đã biết vì sao quân vương nào cũng thích ngươi rồi. Lý Dung đặt tay lên tay Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên đỡ nàng ra khỏi cổng. Lý Dung nhìn bầu trời gần đây hiếm khi được trong trèo nói, nếu quyền thế có thể khiến con người khom lưng uốn gối đến trình độ này, vậy nó quả thật là thứ đáng để người ta yêu thích điện hạ nói sai một điều bùi văn tuyên đi cạnh nàng không phải ai vi thần cũng nguyện ý khom lưng ồ bùi văn tuyên khẽ cười điện hạ là đặc biệt lý dung dừng một chút sau đó cúi đầu cười giả vờ như không biết gì và rời mắt đi hai người lên xe ngựa từ phủ công chúa đi thẳng đến giáo trường minh thịnh sau khi đến nơi mọi người sớm đã đợi sẵn hiện tại đốc cha ti từ số hiệu cờ xí y phục công sở biên chế đều đã chuẩn bị tốt cờ xí với hoa mẫu đơn màu đen viền vàng đại biểu cho lý dung cắm xung quanh lý dung bước xuống xe ngựa cả quãng đường đều được bùi văn tuyên dìu lên chỗ cao nhất sau đó bùi văn tuyên lùi về dưới nhìn lý dung một mình đứng ở nơi cao thuận theo ý trời nhận được thánh ân hôm nay chúng ta hội tụ tại đây để thành lập đốc cha ti bảo vệ kỷ cương triều chính giữ gìn pháp đạo luân thường. Gốc rễ của ti, chính ở hai chữ công chính. Lý Dung nhìn bốn phía, ánh mắt đặt trên khuôn mặt của những thanh niên. Hôm nay bá tánh đến xem náo nhiệt cũng rất nhiều, bọn họ đứng bên ngoài giáo trường, từ xa ngắm nhìn Lý Dung, lắng nghe thanh âm trong trẻo của nàng vang dội trong giáo trường. Tuần Xuyên và Tô Dung Hoa đứng trên hàng đầu tiên của nhóm thị vệ, Thượng Quan Nhã và Bùi Văn Tuyên đứng bên cạnh họ, ngẩng đầu nhìn lên nữ tử dưới ánh mặt trời bất luận các vị là dòng dõi hay ra thế thế nào trong đốc cha ti người có tài sẽ được trọng dụng chúng ta nguyện làm đao chảm phá tà nịnh chúng ta là đuốc chiếu sáng nhân gian thấy người gặp bất công trả họ lại công bằng thấy chuyện bất bình sẽ đưa ra ánh sáng từ hôm nay trở đi đốc cha ti được thành lập kiếm hộ đại hạ bút hộ thương sinh nói xong Lý Dung nâng tay áo rộng lên, tay cầm ba cây nhang, khom lưng vái chào phía trước một cái sau đó cắm nhang vào trong lư hương. Tuần Xuyên, Tô Dung Hoa cùng nhóm binh lính cùng nhau quỳ xuống lại. Từ hôm nay trở đi, chúng thần đều do đốc cha ti quản lý, toàn bộ nghe theo phân phó của ti chủ. Kiếm hộ đại hạ, bút hộ thương sinh. Mọi người tiếng hô như sóng dậy, bùi văn tuyên ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đứng ở nơi cao dưới ánh mặt trời chẳng khác gì Phượng Hoàng. Thượng quan nhã nhìn theo tầm mắt của Bùi Văn, không kiềm được hỏi, phỏ mã không cảm thấy áp lực sao? Hứm! Bùi Văn Tuyên quay đầu sang, có vài phần kỳ quái, thượng quan tiểu thư ám chỉ điều gì? Thê tử quá cường, phỏ mã không thấy áp lực rất lớn sao? Thượng quan nhã bật cười, ta nghe nói, nam nhân đều rất sợ những nữ tử như vậy, họ đều thích nữ tử dịu dàng như nước vì như thế là một hiền nội trợ là tốt nhất nhưng với bộ dáng hiện tại của điện hạ thượng quan nhã suy nghĩ phút chốc lại nói e rằng là muốn phò mã làm hiền nội trợ làm hiền nội trợ thì có làm sao bùi văn tuyên nhìn lý dung tầm mắt không hề dịch chuyển nửa ly phò mã không sợ người ta nói ngài là thứ nhu nhược không bản lĩnh sao chỉ những kẻ không có bản lĩnh mới muốn thê tử yếu kém hơn để làm nổi bật bản lĩnh của mình. Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn thượng quan nhã, khẽ cười nói, mà ta chỉ hy vọng, thê tử của ta có thể sống như ý nguyện của nàng. Nếu nàng muốn thiên hạ, ta có thể cho nàng. Nếu nàng muốn một khoảng trời yên bình, ta cũng có thể cho nàng. Thân là trượng phu, sự sủng ái ta dành cho thê tử không phải cho nàng một lồng son. Mà là bất kể nàng làm gì, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung, nhẹ nhàng cười, ta đều có thể tùy theo ý nàng. Thượng quan nhã ngẩn người, một lát sau, nàng thử dò hỏi, người nói nghe hay ho vậy nhưng hai người chẳng phải là bạn bè sao? Bùi Văn Tuyên nghe thế thân thể cứng đờ, thượng quan nhã không kiềm được bật cười thành tiếng. Xem ra con đường bạn bè mà phỏ mã phải đi còn rất dài nha. Chuyện này chưa chắc, thần sắc bùi văn tuyên lạnh nhạt, lúc này Lý Dung đang trao tặng quan ấn cho Tuân Xuyên. Hắn nhìn Lý Dung, có vài phần không phục nói, nói không chừng sắp đi xong rồi thì sao? Thượng quan nhã cố nén cười, không tiếp tục kích thích bùi văn tuyên. Đại điển kết thúc, Lý Dung liền mời những người làm việc chủ yếu trong đốc cha ti đến phủ công chúa dùng bữa. Tuân Xuyên bị nàng bổ nhiệm làm tuần sát xử, chuyên phụ trách giám sát đốc cha ti ở địa phương nàng vốn dĩ sớm phải khởi hành, nhưng gần đây vì trên người có thương tích, lại thêm đại điển kiến ti, liền bị giữ lại. Lý Dung bày mấy bàn, ở trong sân ăn uống vô cùng náo nhiệt. Tô Dung Hoa là người biết ăn nói, gã rủ mọi người chơi vung quyền uống rượu, ném thẻ vào bình rượu, đấu thơ. Hai người tùy ý chìa ngón tay, đồng thời nói ra một con số, ai đoán chúng hoặc gần với tổng số thì thắng, ai thua phải uống rượu. Bùi Văn Tuyên lúc trước từng thắng Tô Dung Hoa một lần, Tô Dung Hoa cả đêm liền bám chặt lấy Bùi Văn Tuyên không tha, một hai muốn cùng hắn so tài. Bùi Văn Tuyên bị gã làm ồn đến đầu óc phát đau, liền kéo theo Lý Xuyên và Tần Lâm, bốn người một phen hỗn chiến, uống đến trời đất tối tăm. Thượng Quan Nhã, Lý Dung, Tuân Xuyên ba người thì bày một bàn nhỏ, ngồi một bên xem những người kia náo loạn. Thượng Quan Nhã thích tán gẫu trước tiên là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của mình ở U Châu, nói tới nói lui lại nói đến chuyện ở Hoa Kinh. Nàng thở dài than thở, nhắc đến chuyện này, thật ta chỉ thấy ta tiêu rồi. Điện hạ, chúng ta đêm nay nói lời thật lòng, người tuyệt đối đừng để bụng nha. Thượng quan nhã nói, nâng tay khẽ vỗ Lý Dung, Lý Dung phất tay nói, nói đi nói đi, ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Vậy ta nói đây, lúc ấy ta nghe bảo mình phải làm thái tử phi ta liền nghĩ xong rồi đời này thế là xong rồi cứ nhìn vị cô cô kia của ta xem làm hoàng hậu cả đời đáng thương biết bao nhiêu tỷ nói đi quyền thế nhiều như thế cũng được ích gì ta làm tiểu thư thượng quan gia có gì ta ăn không được chơi không nổi vào cung rồi không bài bạc không cá cuộc không uống rượu ngay cả muốn cùng bạn bè câu cá leo núi đánh mã cầu cũng không được. Vậy sống trong cung làm gì? Xem người khác dập đầu cúi lại mình sao? Ngươi nói rất đúng, Lý Dung uống một ngụm rượu, gật đầu nói, là đạo lý này. Ừm, Tuân Xuyên cũng đáp một tiếng, ta cũng thấy vậy, cho nên buổi tối cùng yến ngày đó, ngươi khiến ta sợ muốn chết. Xin lỗi, Thượng Quan Nhã vỗ vai Tuân Xuyên, lúc ấy không ngờ cũng có người không muốn làm thái tử phi người đáng ra phải nghĩ có ai nguyện ý làm thái tử phi ngữ khí của tuân xuyên đầy chán ghét đứa cháu gái của nhu phi thượng quan nhã lắp bắp nói tên là gì nhỉ chuyện này không quan trọng lý dung khoát tay dù sao cũng không thể làm em vợ của ta đệ đệ của ta là một người rất tốt đúng vậy thượng quan nhã gật đầu là một người tốt bị kiềm hãm bởi vị trí thái tử tuân xuyên cũng gật đầu Thượng quan tiểu thư nói đúng. Ba nữ nhân thấp giọng nói chuyện, thượng quan nhã uống khá nhiều, sớm chống cằm ngồi một bên ngủ gật. Lý Dung nhìn nàng lại chính tay rót rượu cho Tuân Xuyên, hai người chạm cốc, Lý Dung thấp giọng hỏi, ngày mai xuất phát. Vâng, Tuân Xuyên nhẹ giọng đáp, không thể cáo biệt điện hạ đàng hoàng. Được rồi, Lý Dung gật đầu, không phải chuyện gì to tát. Không biết ngày gặp lại sẽ là khi nào nữa vậy có lẽ phải đợi đến khi điện hạ nắm được quyền to tuân xuyên mỉm cười điện hạ yên tâm ti chức bên ngoài sẽ tận tâm giúp điện hạ làm việc ta biết nhưng ngươi cũng phải sửa lại tính tình một chút đừng quá bộc trực lý dung chạm cốc với tuân xuyên tuân xuyên đáp một tiếng điện hạ yên tâm những chuyện ta không hiểu ta nhất định sẽ cẩn thận lý dung không nói gì tuân xuyên uống rượu một lát sau nàng chậm rãi nói điện hạ về những lời nói ngày đó ta muốn xin lỗi người lý dung nghe thế liền ngẩn người sau đó nàng mắt bật cười đáp chẳng phải chuyện to tát ngươi không cần xin lỗi thật ra hôm đó ta cũng chỉ vì không muốn tăng thêm phiền toái cho điện hạ lòng tốt của điện hạ tuân xuyên rất rõ ràng ngươi nói cũng không sai lý dung nhàn nhạt nói ta cũng không phải người xử trí theo cảm tính giúp ngươi thật sự vì có tư tâm ta sẽ không phủ nhận. Điện hạ nói vậy, ta không tin, Tuân Xuyên nói, nâng mắt nhìn về phía Lý Dung, thật ta trong lòng điện hạ có công đạo, cũng sẽ không xem người khác thành quân cờ. Cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, đối với điện hạ mà nói, thật chất phần nhiều chỉ để tự bảo vệ mình, nhưng ngoài ra, điện hạ vẫn còn vài phần nhiệt huyết. Ta biết, trong lòng điện hạ có thế giới mà điện hạ mong muốn, mà đó cũng là thế giới mà Tuân Xuyên mong muốn. Lý Dung lẳng lặng nhìn Tuân Xuyên, Tuân Xuyên nâng ly lên, thật ra, tần chân chân chết chưa chắc không phải chuyện tốt. Khoảng thời gian được đi theo điện hạ, Tuân Xuyên thật sự rất vui vẻ. Tuân Xuyên kính điện hạ một ly, tạ điện hạ ân cứu mạng. Lý Dung không nói gì, nhìn Tuân Xuyên uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng lại rót đầy ly, tiếp tục nói, ly rượu thứ hai, tạ ân chi ngộ với điện hạ. Gặp được điện hạ, Tuân Xuyên mới biết, trời đất dành cho nữ tử rất rộng lớn, vốn dĩ cũng có một cách sống khác. Người khách khí. Tuân Xuyên uống cạn ly, sau đó nàng lại rót đầy, tiếp tục nói, ly rượu thứ ba này, nói ra cũng không sợ điện hạ chê cười, ly rượu này là cảm kích có thể gặp gỡ điện hạ, a à nhã. Tuy thời gian bên nhau không dài, nhưng Tuân Xuyên đã xem hai vị là bạn của mình. Một ly rượu này, xem như tình nghĩa giữa bằng hữu mong rằng con đường tương lai chúng ta ba người không phụ kiếp này ly này ta cũng uống thượng quan nhã vốn đang ngủ đột nhiên tỉnh lại tuân xuyên nhìn sang thấy thượng quan nhã nâng cao ly vui vẻ nói nào uống xong ly rượu này ta cũng phải đi rồi các ngươi đều uống sao ta có thể không uống lý dung bật cười nàng nâng ly lên nhẹ nhàng chạm vào ly của hai người còn lại thời điểm vành ly khẽ chạm vào nhau, Lý Dung trong lòng hơi sao động, đây là thứ tình cảm mà kiếp trước nàng chưa bao giờ được trải nghiệm. Khác với tình yêu triền miên lâm ly, khác với tình thân sâu sắc thâm trầm. Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, nhưng tựa như một chén rượu này, trong sự sảng khoái tươi mát mang theo vài phần ngọt lành khiến cả người vô cùng thoải mái. Ba người uống xong, Tuân Xuyên liền đứng dậy, thấp giọng nói, ta đi tìm ca ca nói chuyện. Ca ca ngươi biết ngươi còn sống." Thượng quan Nhã có chút tò mò, Tuân Xuyên gật đầu, "Ừm." Nói xong, Tuân Xuyên liền nâng chén rượu, đi về phía Tần Lâm. "Ta có chút mệt, Lý Dung cũng đứng lên, đi dạo tỉnh rượu đây." Thượng quan Nhã gật đầu, phất tay nói, "Được rồi, ta cũng phải đi." Bọn họ từng người tan đi. Lý Dung trở về hành lang dài, không biết vì sao, nhân lúc men say còn đó, nàng dùng ống tay áo phủi phủi bậc thang sau đó ngồi xuống đêm nay trăng sáng sao thưa là một thời tiết không tồi lý dung ngồi được một chốc bùi văn tuyên đã tìm đến khi thấy lý dung ngồi trên bậc thang ngắm trăng hắn cười khẽ gọi điện hạ à lý dung quay đầu nhìn về phía bùi văn tuyên người bên ngoài đều tiễn về hết rồi vâng bùi văn tuyên đáp đi đến bên cạnh lý dung dịu dàng nói trên đất lạnh, điện hạ đứng lên đi. Ta sắp nóng chết rồi đây này, Lý Dung nâng tay, vỗ vỗ bên cạnh nói, người bảo ta đứng lên, chi bằng ngươi ngồi xuống. Bùi Văn Tuyên khẽ cười, thản nhiên ngồi xuống cạnh Lý Dung, điện hạ đang làm gì vậy? Đêm nay Tuân Xuyên sẽ đi. Điện hạ không đi tiễn nàng ấy sao? Việc Bùi Văn Tuyên bồi Lý Dung có chút kỳ quái, Lý Dung khẽ cười, tiễn đưa làm gì? biệt ly dễ sinh bi thương những lúc thế này tốt nhất đừng gặp điện hạ không phải người giỏi che giấu cảm xúc bùi văn tuyên cười khẽ hai người im lặng ngồi trong chốc lát lý dung nhìn vầng trăng trên trời nhẹ giọng nói bùi văn tuyên ta có bạn rồi bùi văn tuyên quay sang nhìn lý dung lý dung bật cười gương mặt có vài phần sung sướng ta có bạn có người nhà kiếp này ta cảm thấy vô cùng vui vẻ tuy không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại những thứ ta cảm thấy nên có ta đều có cả rồi điện hạ còn thiếu một thứ bùi văn tuyên khẽ khàng lên tiếng lý dung có chút kỳ quái nhìn hắn bùi văn tuyên quay đầu mỉm cười nhìn nàng điện hạ còn thiếu một trượng phu lý dung không đáp khoảng cách giữa họ vô cùng gần bùi văn tuyên nhìn vào mắt nàng ánh nhìn kia như thể một tấm lưới chứa đầy sự dịu dàng nhẹ nhàng bay xuống, bao lấy cả người nàng. Nàng cúi đầu cười, sau đó xoay mặt đi. Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung không nói gì cũng không giận. Hắn ngước nhìn ánh trăng, trong lòng bắt đầu vẽ ra một phương án. Mọi việc đều phải có kế hoạch. Bùi Văn Tuyên thầm cân nhắc. Thời điểm đẩy Lý Dung ra xa, có kế hoạch, hiện tại muốn lần nữa theo đuổi Lý Dung. Cũng cần có một kế hoạch chỉnh thể mới được khi tâm trí của Bùi Văn Tuyên còn đang bay đến tận đâu, Thượng Quan Nhã được Tô Dung Hoa dìu ra khỏi phủ. Ta không có say, Thượng Quan Nhã vẻ mặt nghiêm túc, nhấn mạnh với Tô Dung Hoa, ta một mình đi cũng không vấn đề, ngươi xem. Được rồi, được rồi, Tô Dung Hoa nhìn bộ dáng loạn choạng, bước đi không vững của Thượng Quan Nhã, thỏa hiệp nói, cô không say, cô đang vô cùng tỉnh táo, sau này uống ít chút được không? Tỉ muội của ta sắp đi, thượng quan nhã khoa tay múa chân nói chuyện lớn như này này sao ta có thể không uống chứ cô uống đúng là không sao tô dung hoa giờ khóc giờ cười nhưng có thể đừng lôi lôi kéo kéo ta được không biết bao người đang nhìn kìa bình thường không phải ngươi đều dính lấy ta sao thượng quan nhã nhíu mày hiện tại ngươi trốn tránh cái gì ta không phải muốn trốn tránh tô dung hoa khẽ liếc nhìn thị vệ đi theo phía sau vấn đề là một cô nương như cô cứ kéo ta thế này, chẳng ra thể thống gì cả. Ta chính là muốn gây phiền cho ngươi." Thượng Quan Nhã dừng bước, nghiêm túc nói, "Ta mỗi lần uống rượu xong luôn phiền như vậy đấy. Ta thấy được, cho nên ta muốn giày vò ngươi, ta muốn cho ngươi mất hết mặt mũi, bị trăm ngàn người chỉ trỏ, khiến ngươi thân bại danh liệt để sau này ngươi không thể đến phiền ta nữa." Tô Dung Hoa thấy Thượng Quan Nhã nói nghiêm túc đến vậy, Gã cười không ngừng được. Gã vốn chỉ cảm thấy Thượng quan Nhã là một người thú vị hài hước, hiện tại lại phát hiện thêm vài phần đáng yêu. Gã nhìn thoáng qua thị vệ phía sau, họ đều là người của Thượng quan gia và Tô gia. Gã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhỏ giọng nói, "Thượng quan tiểu thư, thật ra ta có một cách có thể khiến ta lập tức mất hết mặt mũi." Thượng quan Nhã nhíu mày, Tô Dung Hoa vươn tay ra, Cô dắt tay ta đi ra ngoài, ta chính là người của cô. Mà cô không cần ta nữa, mặt mũi của ta liền mất hết. Thượng Quan Nhã vì say nên đầu óc có chút say sẩm. Nàng nhíu mày suy nghĩ một chốc, cảm thấy Tô Dung Hoa nói có vài phần đạo lý. Do đó, nàng vươn tay, nắm lấy tay Tô Dung Hoa, nghiêm túc nói, "Được, đi thôi." Tây, rồi xong, không biết ai mất hết mặt mũi nữa, lon anh thật biết gài bẫy người khác, tội chị. Tô Dung Hoa thấy nàng thật sự tin, cười đến cả người run bần bật. Thị vệ phía sau tiến lên muốn khuyên can, Tô Dung Hoa lại khoát tay, lắc đầu nói, đừng truyền ra ngoài là được. Tô Dung Hoa bị thượng quan nhã lôi lôi kéo kéo đến cổng phủ, người thượng quan ra tiến lên, dưới sự giúp đỡ của Tô Dung Hoa cuối cùng cũng đỡ được thượng quan nhã lên xe ngựa. Sau khi thượng quan nhã lên xe, tô dung hoa quay đầu liền thấy xe ngựa nhà mình ngừng ngay bên cạnh tô dung khanh đứng cạnh xe tay xách một chiếc đèn lồng im lặng ngắm nhìn cổng phủ công chúa tô dung hoa nhìn thấy tô dung khanh không khỏi cười hỏi sao đệ lại đến đây sợ đại ca say tô dung khanh mỉm cười cho nên đến đây đón huynh ta tự có chừng mực tô dung hoa vừa nói vừa đi đến xe ngựa Tô Dung Khanh nâng tay đỡ Tô Dung Hoa lên xe, Tô Dung Hoa xua tay nói, ta thật sự không sai. Tô Dung Khanh đáp một tiếng, giao đèn cho hạ nhân, sau đó cùng lên xe. Sau khi lên xe, y quay đầu, ngước nhìn bảng hiệu phủ công chúa. Tô Dung Hoa nhấp một ngụm trà, vừa quay sang đã phát hiện ánh mắt của Tô Dung Khanh. Gã do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói một câu. Tiệc tan, ai về nhà nấy? sau khi tuân xuyên từ biệt với tần lâm nàng tự thu thập hành lý ra ngoài nhưng khi vừa mở cửa nàng đã thấy một thiếu niên đang đứng đợi tuân xuyên ngẩn người sau đó mới hồi thần khàn khàn thưa thái tử điện hạ lý xuyên nhìn thấy tuân xuyên nhất thời có chút xấu hổ cậu đứng đó cũng không biết nên nói gì tuân xuyên đợi một lát mới bình tĩnh nói nếu thái tử điện hạ không có việc gì tuân xuyên xin đi trước Ừ thì, Lý Xuyên gọi nàng lại, vội hỏi, "Ừ thì, cô phải đi ngay trong đêm nay?" "Vâng." "Thường thế của cô đã tốt hơn chưa?" "Vâng, đa tạ điện hạ quan tâm." "Ừm." Lý Xuyên gật đầu, Tuân Xuyên lại đợi một lát, thấy Lý Xuyên không nói gì liền ôm quyền hành lễ, xoay người rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, Lý Xuyên cuối cùng không thể kiềm được, gọi nàng lại, "Tần cô nương." Tuân Xuyên dừng bước, lý xuyên nhìn bóng lưng của nàng mím môi cuối cùng nâng tay áo lên hơi khom người nói thật xin lỗi tuân xuyên không nói gì sau hồi lâu nàng khôi phục chất giọng trong trẻo của thiếu nữ nàng như thể vẫn là vị cô nương trên núi cửu u mà cậu gặp gỡ từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự lạnh lẽo cách xa người khác ngàn dặm thấp giọng nói không sao cả nói xong nàng liền nhấc chân rời đi lý xuyên đứng thẳng người nhìn cô nương với hắc y trường kiếm đạp lên ánh trăng bước đi đó là lần cuối cùng khi lý xuyên còn làm thái tử được nhìn thấy nàng sau khi tuân xuyên hoàn toàn rời khỏi hạ nhân đến báo cáo với lý dung điện hạ tuân đại nhân đi rồi lý dung rời mắt khỏi ánh trăng chống người muốn đứng dậy nhưng chỉ vừa nhúc nhích bùi văn tuyên đã đến gần không tiếng động dìu nàng lý dung nâng mắt nhìn bùi văn tuyên lại nghe thấy bùi văn tuyên cười nói đi thôi bùi văn tuyên trượt tay xuống cầm lấy tay lý dung lý dung nhìn hắn chằm chằm bùi văn tuyên giả vờ không phát hiện ánh mắt của nàng hắn như cũ dắt tay nàng nhẹ nhàng nói điện hạ ngày mai người muốn ăn gì lý dung không đáp yên lặng để mặc bùi văn tuyên dắt đi sự thấp thỏm trong lòng hắn cũng dần tan biến hắn nghĩ kỹ rồi việc theo đuổi lý dung không thể nóng vội mà nên chia làm ba bước đầu tiên là thói quen hắn muốn lý dung dần dần quen với việc có hắn bên cạnh cũng như sự thân mật của hắn đợi sau khi lý dung đã quen rồi hắn sẽ vờ như thờ ơ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để lý dung bị hắn hấp dẫn cuối cùng khi lý dung đã có tình cảm với mình hắn lại dựng lên một màn kịch lớn anh hùng cứu mỹ nhân để lý dung cùng hắn tỏ rõ nỗi lòng viễn cảnh mà bùi văn tuyên tưởng tượng quá mức hoàn mỹ khiến hắn suýt chút nữa bật cười thành tiếng lý dung liếc nhìn hắn chỉ cảm thấy khó hiểu so với bùi văn tuyên suy nghĩ của lý dung lại tương đối đơn giản chỉ cần không nói đến chuyện tình cảm những thứ khác đều có thể góc tám nhảm chương này dài cảm xúc cũng nhiều hai nói ra cũng khá tiếc nuối cp của lý xuyên và tần chân chân nhưng biết sao đước nếu đến với nhau định sẵn là đau khổ thôi thì nhất đau lưỡng đoạn dao sắt chặt đay dối đau một lần rồi thôi các bạn thấy dung hoa khá kiêu nhỉ nhưng mà vì biết được tình tiết sau này biết là bất đắc dĩ và nhiều thứ khác nhưng tây vẫn không thể cảm được cái cp này nha khóc tình hình bệnh dịch vẫn đang trong giai đoạn không mấy khả quan các tình yêu chú ý giữ gìn sức khỏe nà phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn